Khiếp, rét quá mà mặc cái áo như voi, to như con voi các bác ạ. Mặc cái áo to như con voi, ấm lắm, cái áo lông cừu này ấm. Hello Jenny Hạnh. Của em mấy cái chị còn chưa ship thì tội có ít quá, ship. Like có về đồ đầm mới nhiều lắm các tình yêu ơi, về săn hàng siêu phẩm về bán Tết đi cả nhà. Tắt ta tắt ta. Tắt ta đỏ. Tình yêu nào lấy tắp ta đỏ thì chốt cho béo các chị ơi, chấm bài mạnh tay để béo lên hàng này. Chấm bài mạnh tay lên cả nhà ơi. Hàng hôm nay rất là nhiều, hàng đẹp. Chấm bài để nó nổi cái comment lên các chị nhá. Chấm bài chị nào chia sẻ bài này để tí đông đông vào chia sẻ bài em tặng quà. Chia sẻ bài tặng quà. Chia sẻ bài là được tặng quà các bác ơi. Nào chị nào vào xem livestream chấm cho béo một chấm nha. Xin mỗi chị một chấm mà chia sẻ bài giúp béo để béo đọc mã này chúng qua nào. Hàng hôm nay đẹp lắm luôn rồi các chị này. Đó, béo đợi đông 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 vào, chiều nay béo like ít khách quá. Hôm nay không có máy chia sẻ các chị ạ. Hôm nay có một cái máy để chia sẻ thì bị hỏng đi sửa rồi nên là không có cái máy nào chia sẻ, đâm ra khách vào ít. Nhung à. Nghiện hàng si chỉ thích Nhung. Cứ ngày Nhung. Chỉ thích ăn Nhung thôi. Chị về vừa về ăn cơm xong chị lại ra luôn, like luôn rồi tối về mới lại tắm rửa được. Khiếp thật. Like thêm tăng nữa để đủ cái chốt đơn, mai nghỉ nhà chốt đơn. Hàng về ngập nhà luôn. Rồi các chế chấm bài cho em với, mỗi người vào cứ chấm liên tục cho em cái, không mua cũng được, chấm cho em xin cái là được. Để cho nó đẩy cái một comment lên cho nó đỡ bị ẩn. Hôm nay em bị ẩn nhiều, mới cả không có cái máy chia sẻ các bác. Không có cái máy chia sẻ livestream đâm nó không bán được hàng. Ừ nay ấm, nay lạnh mà, ngoài này lạnh chết đi được ấy. Ra đường lạnh lắm. Có chứ, bây giờ đã còn tháng nữa mới Tết cơ mà. Từ từ mới nghỉ. Giờ phải còn kiếm tháng nữa để mà kiếm cái Tết nồi bánh chưng chứ. Bây giờ mà nghỉ sớm thì đã nghỉ một năm rồi, coi như không có bán được bao nhiêu rồi. Bây giờ mà nghỉ nó chết, lạnh quá các bác. Nó đùa chứ, cởi cái áo nó lạnh thật. Mà mặc vào thì nó nóng. Mặc vào nó không có nóng mà nó vướng các chị. Thế à, người bác này lạnh lắm. Người bác này chắc là có 9-10 độ thôi. Lạnh lắm. À, nay giao thừa à, tôi chết. Chào Phi Phi. Ừ vậy nay cho giao thừa năm mới này vậy. Chỗ nhà chị thấy im lắm, chẳng có thấy giao thừa giao giả gì cả, thấy im ỉm im im mà, chẳng thấy gì cả. Ừ, nay giao thừa giao năm mới này, à bảo nghỉ Tết là nay nghỉ Tết thì nhỉ, không có nghỉ. Đùa đâu, hàng đang ngập nhà, nó phải like chứ, bây giờ mà nghỉ là chết dở. Rồi, chấm bài cho đông đông rồi béo like nhá. Chấm bài cho đông đông khách rồi vào béo like, hôm nay béo không có cái máy chia sẻ đâm ra không có người vào mấy. Đúng rồi, Ninh Hiệp cháy to lắm chị. Mà em chưa vào, từ hôm qua kia nay em còn chưa vào đấy, em không biết cháy chỗ nào luôn. Ôi giời, chị trong Nam mà chị cũng biết là Ninh Hiệp cháy chứ. Ôi giời, em ở đây em còn chưa thò mặt vào, mấy này lạnh em không có đi, lạnh lắm. Lạnh 9-10 độ ấy, không dám đi luôn. À hôm nay hàng mới về đẹp lắm, cái này gu của Phi Phi này. Toàn to. To dài. Thích lấy lô sale thì để mai kia chị bán vãn là chị sẽ sale lô. Còn những cái lô dạ hội này nó vừa về mà nó đẹp lắm này. Đuôi cá dáng dài mà toàn size to thôi. Cái này các cô mặc Tết thì quá đẹp luôn. Các cô các chị mặc Tết là đi chơi vui xuân thì quá đẹp luôn. Đây này, dạ hội dáng dài. Bán có bao tiền đâu. Này. Đuôi cá nha, đuôi cá các bà nha. Đấy, cổ của nó thế. Cổ của nó thế đấy. Này, cổ chữ V. Đấy, mặc bẹt vai xinh, mặc đưa lên này xinh này. Cái này size to chắc phải 62 kg mặc vừa, thằng size là size XL. Đuôi cá đỏ nhá. Đuôi cá đỏ là chị nào bà chốt thì chốt cho béo. Béo bán con này 150.000, à 140.000 thôi, bán rẻ. 140.000 nhá, nó có cái tay đây. Chị nào mở hàng chốt 140 cho béo nè, size XL nhá, chị nào mặc size XL thì lấy. Like luôn đây em. Like luôn mà. Con này 140.000 thôi, đấy bán đầu like chứ con này làm gì có 140.000, size to các bác này. Con nào 65 cân quay đầu mặc đẹp này. Rồi ôi con này có bán 140.000 u mì, con này chất u mì, xịn sò co giãn.
65 cân đổ lại mặc vừa cho béo nhé. Con này là dạ hộ đuôi cá dáng dài, dài miên man luôn. Bán có 140.000 thôi. Tôi lại bà bắt tôi đo eo rồi đo cái ngực bà, rồi bà lại to đo từ cái đệm rồi đi, tôi lại tôi không bán nhá. Giờ lại đi vào đo vú xong lại đo mặc đệm nữa thì tôi đến trễ. Chết thì chết không có giãn, bây giờ đo vú, đo đệm, đo thủ thứ thì bố ai đo được. Cái đầm chị có lời đâu mà em hành chị kinh. Nào chị nào lấy con này chốt mã đỏ cho béo nhá. Đo thì đo vừa phải đấy. Có thì bà mặc cái độn vào và xong bà đo luôn đi cho lành, xong bà bảo tôi xong mai bà hôm nay bà mặc độn 5 phân 3 phân thì bà kêu là vú hôm nay vú của em là ví dụ như là vú 85 chẳng hạn. Hôm mai bà không mặc độn này vú của bà nó về 82 tôi chịu, tôi không bán được kiểu đấy. Lẫu ruột lắm. Đây Kim Tuyến đây, ok. Nên là mua bán nó thông thoáng lên. Mua bán nó thông thoáng lên chứ đo từng một xăng từng phân thế là béo không có bán được, béo không có chiều được, béo bán xỉ đâu, béo không có bán lẻ mấy. Đây con này Kim Tuyến đây. Đấy nhá, đẹp nhá. Con này béo bán 120.000, chốt em bác Kim Tuyến. Con này size cho các bác 65kg quay đầu. Size to. XL. XL hoặc 2XL mặc được vì nó co giãn rất là nhiều. Nhá, rồi nhũ cho Uyên Thảo. Các bà mua bán nó thoang thoáng một tí thì tôi bán mà tôi đo vú cho các bà tôi chết, tôi mệt lắm. Ok Uyên Thảo. Mua bán thoang thoáng một tí đi. Cái béo mà đi đo vú là béo nhọc lắm, béo không đo vú được đâu. Mệt lắm. Béo bán có lời được 10.000, cái nào nhiều được 20.000. Nói thật là cái nào đầm đắt béo mới được 20.000, còn đầm này 10.000 mà bà bắt tôi đi đo vú đo eo này tôi chết. Chết luôn. Nào con này chốt cho béo con nâu này 100k. Úi dồi thì chết rồi, nhập 100 bán 100. À lấy chốt mã bướm, con này là Kim Tuyến nha. Con này vừa to vừa dài. Này. Bán 100.000 chứ con này là nhập đã hơn 100 rồi này, bán 100.000 đây này. Chốt cho béo mã Kim Tuyến 100. Con này cho các chị size L, vòng eo 80. Chốt cho em mã này mã bướm này, bướm nha. Kim Tuyến nha, đó. Bán bộ bán đo cả đùi đấy, nấu ruột lắm các bạn. Nấu ruột lắm luôn ấy. Béo bán xỉ nó quen rồi nên là không phải tư vấn sai rõ ràng. Bây giờ lẻ các bà bắt em đo vú và đo eo. Thì đo vú cũng được. Đo vú cũng được, đo vú đo ngực cũng được. Nhưng lại còn bảo là mai em mặc độ nó thế này là ngày mai ngày kia em không mặc độ nên lại bé hơn thì như nào. Cái này nó không co giãn, nó chỉ có đúng thế thôi. Còn nếu mà thích cái vú to, vú bé tốt nhất chốt cái co giãn này thì nó có dung sai luôn được. Còn cái thể loại mà không co giãn là nó không có thể nào mà dung sai được. Nên là vú to, vú nhỏ tôi không có biết. Ba cái chữa. Trời ơi con này nó dài miên man thướt tha luôn. Con này 110k chốt cho béo mã xanh. Nó dài miên man luôn. Con này size XL nha. Bác nào lấy thì chốt cho béo mã xanh. Toàn đầm tiệc cho các cô, các già bà thôi. Mã xanh cho béo này 110k thôi. Nên là mua là nó phải xê xoa đi một tí. Mua mà cứ bắt chính xác là béo không có bán. Ai mà bắt béo chính xác là béo không có bán luôn. Con này đẹp quá mà nó bị ấp màu. Khốn kiếp thật. Xanh cho Gian Ni Hạnh này. Cái này nó đẹp quá, nó bị ấp màu một xíu. Ok Gian Ni Hạnh này 110k này. Béo lời ít lắm. Thì đã bảo rồi, đi ra tiệm may may cho chắc. Chứ còn đi ra tiệm thử đồ mà thử chính xác thế là người ta cũng không cho thử đâu. Thật. Như béo bán hàng ngày xưa, bán hàng mặt đất mà bà nào mà đến mà cứ thử nhiều mà không có mua được cái gì đó, béo bán, béo không bán đâu, béo đuổi luôn. Tính em là thế đấy. Béo đuổi luôn luôn, mà thôi tốt nhất là các bà không có mua được đâu, đi đi. Có bà nào bà mua giống như em đi mua hàng rất nhanh, em lườm thấy cái gì em mặc được là em không cần thử, em biết em mặc được luôn. Cái sai người của em biết ngay. Không bao giờ thử, nhưng mà biết mình mặc được cái gì, chứ còn mua mà thử, có khi thử hàng mấy chục cái, đến trăm cái không mua được đâu. Con này Kim Tuyến này, bà nào lấy chốt 120 nha. Con này size L dưới 60 cân mặc được, dài miên man, đẹp mỹ mãn luôn. Ừ, chị không bán, em cứ xe xoa đây, chị mới bán thì em kiểu bắt mà chị đo vú. Rồi hôm nay đệm ngực của em nó to, ngày mai đệm ngực của em nó nhỏ, chị không theo được kiểu ấy. Hiểu không? Chị bán hàng là chị đo cái eo là chính xác rồi, còn bây giờ còn ngực nữa. Biết đâu là bây giờ ngực bình thường của cái áo bình thường nó chuẩn size S, chuẩn size M, nó đo nó có kích cỡ như thế rồi. Nhưng biết đâu cái eo em của em nó quá nhỏ hoặc cái ngực của em nó quá nhỏ, nó không có phù hợp đâu, chị không chiều được.
Đấy, chị thì chị không có chiều khách được Vương Nguyên ạ. Chị là chị rất là không chiều khách được. Chị có lời mấy đâu, con tím này đẹp này, chốt nó tím cho em nhé. 110k. 110k chất gen nhé các chị nhá. Đây. Đẹp chưa? Chốt mã tím 110k dài miên man luôn. Chốt cho béo mã tím 110k. Chứ béo không chiều được thế, béo bán sỉ, chủ yếu là bán sỉ các bác nhá. Các bác lẻ nào mà kỹ tính quá, tốt nhất là các bác ra shop mua. Là các bác được thử luôn. Thử tại trận luôn và đẹp là ưng là mua thôi chứ đừng mua trên live, nếu mà kỹ tính quá đừng nên mua trên live làm gì. Mua trên live về á nó thật là có đem được 10.000 tiền lãi cả các chị, là em phải ship, em bù ship rồi, nếu mà ship nhà ai mà gần thì là em không phải bù, chứ nếu mà ship như giờ lên ra Lai Châu, Sơn La, Điện Biên hoặc là về Thái Bình là em phải bù mất 15.000 đấy. Đấy, hết chỗ lãi rồi mà khách có hiểu đâu, khách cứ tưởng mình ăn lãi dày, nghe chưa? Lắm bà khổ lắm, em nói thật các chị là em nhục lắm. Lắm bà mua được một cái đầm, em nói đây muốn vào ai thì vào nhá, mua một cái đầm. Một cái đầm có 100.000, em được lời đúng 10k, cứ đòi chuyển khoản rồi miễn ship. Lắm lúc thì thôi em im mẹ mồm đi để em chuyển khoản cho các bà chuyển khoản cho nó, chứ lần sau em không muốn bán đâu các bác ạ. Tự dưng bắt các bà chuyển khoản thì chuyển khoản xong phi ship. Phi ship thì bây giờ em lại phải bù vào thêm 20.000 phi ship mà tỉnh xa vẫn 30.000 các bà nhá. Các bà chuyển khoản này em vẫn phải trả 30.000 tiền ship nhá. Trừ trường hợp Hà Nội thì nó có mười mấy nghìn tiền ship thôi. Nói thật với các bà em có được lãi bằng đấy đâu. Nên là các bà nào mua thì biết ý của em cái, 500.000 trở lên thì chuyển khoản em mới miễn ship. Một cái đầm, hai cái đầm cũng đòi chuyển khoản miễn ship thì em không có chiều được. Em có lời bao nhiêu đâu. Xong rồi có khi lại còn bom đạn các kiểu nữa. Mệt lắm. Không chiều được. Này, con đỏ Kim Tuyến này chốt mã đỏ cho béo nha. Chưa mà mai béo mới chốt nhá cả nhà nhá. Đơn chiều nay là bây giờ béo còn đang ngồi live này, béo chốt chưa chốt đâu. Ngày mai béo mới chốt. Con này chốt em bằng 100.000 mã này, mã đỏ. Đẹp chưa? 100.000 mã đỏ nhá, gen nhũ nhá, gen nhũ. Chốt xem mã đỏ 100k, dài to. Đấy, hôm nay toàn hàng dài to đẹp thôi. Một con vàng bẹt vai. Một con vàng bẹt vai như này nhá, con này dài đến bắp chân, con này cũng 100k mã này, mã vàng cho em. 100.000 mã vàng cho em. Em cởi cái áo em like cho nó lành. Cứ ôm cái áo cổ này không chịu được, nặng lắm. Khổ lắm các bác ạ, buôn bán nó thế đấy. Ồ, này toàn gu của bà Yến này, bà Yến này. Đâu nhỉ, Yến đi lấy cái đỏ à? Toàn cái form của bà thôi bà. Ừ, toàn size to. Ok, HM. Đâu nhỉ, cái đỏ vừa giờ đâu mất tiêu nhỉ? Đâu nhỉ? Bà đầu với óc chán thế, vừa like cái đỏ đâu. Đây rồi, ok, bà Yến, hôm nay toàn size của bà thôi. Toàn size của bà đấy, toàn size 60-70 cân. Đấy, đang like đây, đây này. Những cái này thì toàn size to còn gì nữa. Cái này size 60 cân đổ lại này, có cả size to nữa. Đó, dài miên man. 120 con nhũ này. Hôm nay lô này nó to lắm, nó big size. Đây con tím, gen tím này. Tím gen 110k này, dài miên man luôn này. Toàn size to, không có cái nào size nhỏ hết trơn ấy. Đấy, nâu này 100k, chốt mã nâu này. Này, mã nâu bướm bướm giờ Kim Tuyến này. Đó, chốt 100. Lô này lấy hơi cao vì nó dài. Nhũ cho bà Yến Nhi này. Nhũ tím này đúng không? À, nhũ này đúng không? Rồi tôi bỏ một góc cho bà luôn. Ok, Yến Nhi này. Này, Long Công có lấy thêm không? Rồi, toàn size của bà luôn. Size LXL nhé, bà nào lấy chốt cho béo Long Công. Con này 180, mã 180. 1880 Long Công. 180 Long Công, chốt mã Long Công. Vàng L cho em. Vàng L hả? Rồi ok em. Cái vàng là cái này đúng không? Xem nó có L không đã. Cái này XL không à? XL là nhỏ nhất rồi đấy bà. Lấy nhá. Chứ không có L đâu. Cái này là Lợi Huỳnh Công. Lợi Huỳnh lên số giúp mình nè. Lợi Huỳnh Công này. Các bà chấm bài cho em cái, hôm nay béo không có cái máy chia sẻ. Bạn nào mà tốt tính thì chia sẻ giúp em vào hội nhóm cái. Không cần chia sẻ cá nhân đâu. Chia sẻ hội nhóm giúp béo với, hôm nay béo bị hỏng cái điện thoại. Lợi Huỳnh này. Rồi ok, Lợi Huỳnh cho em cái địa chỉ vào Messenger giúp với nha. Để mai béo chốt đơn nhá. Đây của chị Lợi Huỳnh đấy nha. Đó, các chị có thích chụp thì chụp luôn, nếu không ngày mai các bác chị bắt em chụp là một mình em không có chụp được. Thế là cái nào? Nhũ vàng là cái nào? Để nguyên béo xem. Không phải cái này hả? Không phải cái này à? Không phải cái này đúng không? Thế thì là cái nào?
Là cái này đúng không? Cái vàng bò này đúng không? Đúng thì ok chị này. Cái này đúng thì ok chị nhá. Con này size L, XL mặc được. Có đúng con này không? Hôm nay béo toàn lấy to với dài nên giá nó hơi cao hơn mọi ngày đấy mà bán vẫn bán rẻ. Đúng thì ok chị nhá. Nào con này chốt đỏ cho béo nhá, 180.000 chốt mã đỏ cho em. Con này có size L, XL nhá, bác nào lấy chốt đỏ cho em. Thank you bà Hải Yến nhá. Cứ chia sẻ hội nhóm cho béo là được. Ai mà bán hàng là không có chia sẻ lên trang cá nhân thì chia sẻ lên nhóm cho béo là được. Thank you, thank you. Chốt cho béo con này là mã đỏ này. À vàng xòe hả? À đây hả? Có phải cái này không? Cái này đúng thì ok này. Đó, đúng cái này thì ok nhá. Chắc là cái này rồi. Hứ? Nghiện hàng si lấy đỏ hả? Ok, nghiện hàng si này. Đúng không? Nàng HMC ơi, có đúng cái con vàng đấy không? Đỏ XL này. Ok này. Size L à? Cái này nó size... Để chị xem là cái này nó có hai cái. Cái này không có một cái duy nhất thôi nha. Có một cái duy nhất thôi, theo Thúy HMC nha. Cái này nó chả đề size. Mà cái này size to lắm em. Con này vòng eo 80, 81, 82 lận nhá. Cái này lấy thì ok chứ không có size nhỏ nữa. Nào một con đầm dạ hội này. Bẹt vai này. Một con đầm dạ hội bẹt vai nhé. Con này bán cho các chị với giá là 150.000 chốt mã vàng em. Dạ hội đua cá dáng dài chốt 150 cho béo. Những cái con này người ta bán ít nhất cũng phải 200. Béo bán 150. Bác nào lấy con vàng này chốt 150 cho em nhé. Co giãn thoải mái. Đuôi cá dáng dài 150.000. Chốt cho em mã vàng. Con này co giãn nhiều. Con này size M, size L mặc được cho em. Vòng eo từ 75 đến 80 vừa cho em nhé. Chốt cho béo mã vàng. Co giãn thoải mái. Rồi ôi một con vàng bẹt vai đuôi cá đẹp như thế này bán có 150.000. Đấy chị nào lấy chốt mã vàng cho em. Mã vàng cho em. Ừ rộng lắm. Cái đấy không vừa. Cái đấy size nào là size bằng size béo mặc cũng được. Nào con xanh này dài miên man này. Gu bà Yến này. Bà Yến đâu rồi? Con xanh vừa to vừa dài này. Dài miên man luôn nhá. Chốt mã xanh 120.000. Nó dài miên man luôn các bác ạ. 120.000 cho mã xanh nha béo, nó dài quét đất luôn ấy. Ừ. Đẹp chưa? 120.000 chốt mã 120. Xanh nha bà Yến Nhi này. Rồi ôi toàn to với dài thôi. Vàng này bác nào lấy vàng chốt vàng 200.000 cho béo nhá. Đó, LXL luôn, chốt nó vàng cho em dài miên man. Chốt nó vàng cho béo nhá, đẹp chưa? Chốt nó vàng cho em này. Chốt nó vàng hình như có cả màu LV đấy. Xem. Nó vàng này. Bạn nào lấy vàng chốt vàng cho em nhá. Con này là màu của nó là màu đen nhũ xanh. Con này cũng ha, con này 180.000 chốt mã xanh cho em. Nha, nhũ xanh như này. Xanh 180.000 chốt mã xanh, cái này là đầm của em nhé, rất là đẹp luôn các chị ơi. Bác nào lấy chốt cho em mã 180 xanh. Xanh 180. Đẹp mỹ mãn cuộc đời luôn. Con này là màu đỏ hoa khác nhá, cái đấy là hoa khác, cái này hoa khác nha. Cái đấy là lông công còn cái này là hoa. Ok cho Yến Nhi này. Đây bà nào lấy cái này chốt béo mã hoa này, hoa hồng nha. Cái lúc nãy là lông công còn cái này là hoa hồng các bà nha, hoa hồng đây này. Con này bà nào lấy chốt mã hoa cho em, đẹp ơi là đẹp luôn. Con này là màu vàng nhưng mà hoa khác, cái lúc nãy là hoa hồng còn cái này là hoa khác các bà nha. Cái này nó là hoa gì chả biết. Nó là hoa rơi như này nhá. Chốt này mã vàng cho em, vàng này là vàng hoa khác, vàng kia hoa hồng nha. Bằng giá luôn. Bằng giá luôn. Nào, cái LV này có 2 3 cái thì bác nào lấy thì chốt. LV 180 mã LV cho em. LV 180 ai lấy chốt mã LV cho em nha. À, chất này là nhung, mấy cái này là đều là nhung hết nhá. Đấy từ nãy giờ có mỗi cái đỏ là gấm thôi còn đâu là nhung, mấy cái này là nhung mà, nhung nhá, chốt LV nhung này.
LV Nhung, Nhung Nhung. LV này. Ai lấy vào LV, chốt LV cho em này, LV cho Nghiện Hàng Si, LV cho Uyên Thảo này. Có 3 con hết chứ có nhiều đâu. Uyên Thảo này. Rồi cho Yến Nhi một chiếc là hết nha. Không biết còn thấy có 3 chiếc à. Ok này. Ninh Hiệp hôm qua còn bị cháy coi như là mất mấy kho vải, kho quần áo khổ thế. Đã cuối năm đã đen đủi. Một năm thất thu giờ lại bị cháy. Vỡ mồm. Cháy vỡ mồm ra. Rồi ok này, tiếp tục nào. Còn cái mã gì chưa lên nhỉ? Có mấy cái con beo vứt đâu không biết. À vẫn còn một cái LV đây, bạn nào chốt nốt thì chốt này. Còn hai cái LV nữa này. Còn hai chiếc LV, bạn nào chốt cho em thì chốt. Đấy, có mấy cái beo vứt đâu không thấy nữa. Có mấy cái beo đốt chốt đâu không biết nhá. Không thấy nữa. Nào con đỏ cách tân này, ai lấy chốt cho em con đỏ cách tân này. Cách tân hoa đỏ này 90k, LV nữa cho bà Yến Nhi này. Còn có một con nữa, bạn nào lấy nốt thì lấy. Thêm một chiếc LV cho Yên Thảo nữa là hết nha, hết hết LV rồi. Hết rồi chị Hải Yến ơi, hết hết nha. Hết sạch rồi, còn có một chiếc này bà Thảo Nguyên, bà Yên Thảo bà lấy nốt nữa là hết. Không còn nữa. Đây nó đẹp lắm mà hết rồi còn đâu. Hết rồi còn đâu mà chốt. Dài miên man đẹp mỹ mãn. Đây con chân vải con cách tân LV, con cách tân hoa này ai lấy chốt cho em 90.000, con này size cho các bác 55 kg đổ lại mặc vừa. Nha, đẹp nha, nhũ nha, mặc này. Này size M thôi, bác cho bác nào lấy chốt mã này mã 90. Vòng eo của nó là 77, 76, 77 mặc đẹp. Chốt cho béo con này mã 90.000. Đó, bà nào lấy chốt mã 90 này. Mã 90 cho béo nha. Rồi, hàng nó nhiều, nó ngập nhà luôn. Đây, đỏ tiếp nha. Con này đuôi cá dạ hội các bác nha. Đẹp vai như này. Đẹp vai như là xinh lắm luôn này. Con này 130.000 chốt mã đỏ đuôi cá size to. Bác nào lấy chốt mỗi 130. Chị nào lấy chốt mã 130, con này có cái béo vừa ấy. Cho thử chui vào xem đừng ai cười nhé. Rồi này, cái eo nó kinh khủng lắm rồi nhưng mà thôi cứ chui. Eo ơi, cái bụng của mình. Cái bụng của mình. Ôi giời ơi, hóp hết cỡ mà nó vẫn cực kinh. Bà Yến là bà chứng tỏ bà ngon hơn tôi nhiều. Đó, bây giờ các bà hết bảo tôi đỡ không béo chưa. Bây giờ nhìn nó kinh lắm luôn này. Đẹp nhá, đuôi cá nhưng cơ bản cái người của em nó xấu quá. Chốt cho béo mã đỏ 130. Đỏ 130.000 size cho các bác tầm 62 63 cân, quay đầu thôi. Đẹp, size 1X mặc đẹp nha. Béo 72 cân béo chui và xấu quá. Chốt cho béo mã đỏ 130.000. Đỏ 130. Vàng này. Con vàng nó giống con đỏ nhá, con vàng này giống con đỏ này, bẹt vai này, xinh lắm này. Con này nó đẹp hơn này, con này nó dài mịn man này. Bác nào lấy chốt vàng cho em nhé, con này size L thôi các bác ạ. Đấy, bác nào lấy chốt cho em mã vàng size L, con này 140.000 chốt mã vàng. Size L co giãn nhiều. Bác nào lấy thì chốt nha, con này co giãn nhiều, vòng eo 78, đẹp cho em. Chốt cho bé mã vàng, đẹp quá. Dài mịn man cho bà Yến Nhi này. 130 này. À, con đen này. Con đen này à, tay phồng. Đuôi cá này con này size M đó, con này 150. Con này 150 nhé, bác nào lấy chốt 150 cho em. Đó. 150.000, chị nào lấy chốt mã 150. Con này size cho các bác mặc size M vòng eo 74.
chốt em mã này, mã M cho em nhá. Tay phồng cưng muốn xỉu luôn. Dài miên man. Chị nào size M đừng bỏ qua con này. 150.000 chốt cho béo con này là mã đen nhá, mã đen nhá. Có xẻ đuôi cá này. Dạ hội là dòng này người ta bán tầm 108 đến 200, có nhà bán 250, đấy là rẻ, còn những nhà bán 400-500 không nói. Chứ bán có trăm mấy à. Đây con nhũ Chanel này bác nào lấy chốt cho em nhé. Con này 60-62 cân này. Con nhũ Chanel này bác nào lấy chốt. Đây, em bán Chanel 110k dài. Dài lắm luôn, cái lô này nó rất dài. 110k chốt em mã này, mã nhũ này, nhũ Chanel nhé này. Đẹp chưa? Chốt em mã tím đi cho dễ chốt. Dài nhá, dài và to luôn. Size cho các bác, size L quay đầu. Neo cho Yến Nhi này. Ok Yến Nhi này. Con đỏ này cũng đẹp. Con đỏ này 150.000 chốt mã đỏ cho em nhá. Nó giống con đen vừa giờ này. Rồi tím chốt cho bà rồi. Toàn cái size to bự 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 luôn. Đỏ 150. Con này size L, size cũng size M thôi. Bác nào lấy chốt đỏ cho em nhá. Tay phồng nha các chị, tay phồng, phần này nó phối gen như thế này. Bác nào lấy chốt đỏ cho em 150.000, các chị biết không, mua cây vải này 2m đó. 2m đã hết trăm mấy rồi, còn chưa kể là một cân nó đã bán 100.000 mà một cân của nó chỉ được có hơn mét thôi. Nó nặng lắm, thế mét mấy. Thế mà lại còn tiền công nữa mà bán cho các chị có giá 150.000, quá rẻ, chốt cho béo con này mã đỏ nhá, size M. Bác nào size M thì chốt mã đỏ cho em. Hello hoa hồng. Hello, 150 mã đỏ này, bà nào lấy thì chốt nhá. Này, đẹp không? Dài miên man mà dạ hội này mặc canh này quá đẹp luôn này, cho hoa hồng này. Nó có một con đen như thế nữa đấy. Tết mặc đỏ quá đẹp luôn này. Rồi, ok hoa hồng này. Có một con đen y thế, có lấy này. 150 ai bán được cái con dạ hội dáng dài này mà lại còn có 150.000 này. Đấy. Còn lấy mã đen lấy nhá, cũng size M. Tay phồng cưng muốn xỉu luôn. Dòng này họ bán cao tiền lắm. Đấy chốt mã đen nhá, đỏ Yến Nhi hử. Xem còn con đỏ nào không. Hết con đỏ kia cho Yến Nhi đỏ này được không? Cho Yến Nhi đỏ này được không? Hết đỏ kia rồi. Con này bẹt vai. Được không? Được thì ok. Đó, con này bẹt vai nhé. Con này bẹt vai này. Được không? Để con chốt cho hoa hồng này. Con đỏ kia hết rồi. Để cho nhường cho Yến Nhi một cái nhé. Để chị like hơi cho hoa hồng cái nữa này. Like nữa này. Ui giời ơi. Nhiều lắm. À đây còn con này thì ai chốt được thì chốt nhé. Con này chốt cho béo mã 150, con này mã số 1. Đẹp chưa? Con này size M luôn. Không hả? Ừ thế để cho hoa hồng. Con kia hết rồi, tí nữa like coi trong kia không biết còn con nào không. Mã số 1 nha. Rồi để cho hoa hồng con đấy. Mã số 1 150 luôn. Con này cũng size M thôi. Trời ơi nó đẹp. 150.000 chốt mã 1 cho béo. Chẳng ai bán con dạ hội này 150 luôn các bạn. Co giãn thoải mái. Con này chốt mã 1 nha. Cái này của hoa hồng này. Để xem là còn con đỏ nào không. Để xem còn con nào không. Con này đẹp không bà nào lấy. Con này đẹp hơn cả con kia không bà nào lấy. Đây xem nào. Cái này có phải gu và Yến không. Cái này hơi to. Con này 100k mã to cho em nhé, size to nhé, 100.000, mã 100 đi. Con này mã 100 cho em nhé, 100k này, đẹp chưa? Đó, bác nào lấy chốt đỏ 100. Đỏ 100 này. 100.000. Nào đính cơ kim sa không thì toàn mấy cái con lúc nãy chị like rồi, có thích like lại thì like. Có thích like lại thì like, chăm cho Yến Nhi này. Yến Nhi này. Con này đỏ dài này. Con này chốt 130. Cô tha sao rồi ạ? Con này chốt 130 size to. 130.000 size to. Bác nào lấy chốt 130. Con này size cho các chị 65 cân đổ lại. Chốt mã này mã 130.000 nhé. Không ai bán có dạ hội này 130 đâu. Đó.
130 cho chị Thu Hà Nguyễn này. Ok chị Thu Hà Nguyễn này. Con này mặc Tết chụp ảnh đẹp nhỉ. Ok chị Thu Hà Nguyễn này. Hoa hồng sau mất rồi. Con hồng này đẹp nhá các chị ơi, con hồng này quá đẹp luôn này. Trời ơi đẹp mỹ mãn cuộc đời luôn. Đấy nha, chốt cho béo mã hồng nha. Mã hồng này cũng 130, chốt cho béo mã hồng. Không béo bốc con nào béo nói sai con đấy nhá. Cái này nó có ít nên nó không có sai đủ đâu Phương Diễm Lệ. Con này sai cho các bác 55 56 cân quay đầu chốt mã hồng cho béo 130 luôn. Đẹp quá, dài miên man. Lại còn bèo nữa nhá các chị nhá. Con này sai cho các bác mặc size M và size L nhỏ thôi các chị nhá. Size M, size L nhỏ và cái phần này nó có cái đai, đai nó tạo điểm nhấn là che được cái mỡ bụng cho các bạn, thấy không? Chị nào lấy con này chốt mã hồng cho em dài nhá, dài miên man luôn. Có 130.000 thôi, chốt mã hồng cho béo, không ai bán đắt cái này đâu, thật sự là cuối năm rồi vừa bán vừa tri ân các bà, chứ ai bán con đầm đẹp cái này có 130 bao giờ không? Dài. Đẹp. Đã dài là còn đẹp. Dài là còn đẹp cơ. Tiếp tục con đỏ này. Con đỏ này bán chắc các chị 100.000 chốt mã đỏ cho em nhé. 100k mã đỏ. Con này size 65kg quay đầu. Size 65kg quay đầu chốt cho em mã đỏ nha. Chị nào lấy chốt mã đỏ cho em. Chị nào lấy chốt mã đỏ cho em. Con hồng này cũng rất là đẹp nha. Hồng này. Hồng này lấy chốt cho em. Con hồng này 150.000 chốt mã hồng cho em. Con này phải mặc vào canh mới thấy nó xinh. Dơ 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 này không thấy xinh đâu. Chốt cho em mã hồng 150. Size cho các bác tầm 55 cân đổ lại. Chốt mã hồng 150. Hồng 150.000 cho em. Một con đen gen. Một con đen gen nha các bác nha. Tay của nó là rớt vai này ạ. Tay nó rớt vai này các bác nha. Một con đen gen này, bác nào lấy gen đen chốt 90k cho em. Size 60 cân mặc vừa. Đuôi cá bên dưới nha. 90.000 chốt em mã gen đen. Con này dàn bắp chân thôi. Con này 90k có bẹp vai nhé. Không phải sát nách đâu mà bẹp vai luôn. Chốt em mã gen đen 90.000. 90k chốt gen đen cho em. Lên một con đầm trắng. Lên một con dạ hội trắng. Con này bác nào size M thì lấy cho em này. Ôi dồi ôi, nó dài miên man. Con này size S thôi. Gen đen cho chị Thu Hà Nguyễn. Con này size S nha. Bác nào có size S thì lấy nha. Bẹt vai này. Bẹt vai nha các bác nha. Size S. Đuôi cá dáng dài có sẻ. Con này size S. Chị nào lấy S. S em bán 130 thôi. Còn đáng nghĩa cái này là phải nhiều hơn tiền đấy. Chốt cho em mã S 130. Nếu mà nó là size M mà M XL rồi lên là không bao giờ bán giá này. Chị nào có cái size S thì lấy cái này đẹp này. Chốt mã S 130. Cái này của chị Thu Hà Nguyễn này. Tiếp tục các chị ơi. Lên một con xanh nhũ. Vừa to vừa dài vừa nặng. Con này size cho các chị 65 67 cân đổ lại mặc vừa. Nhũ xanh nha. Con này hai lớp xịn sò luôn, đẹp luôn. 67 cân đổ lại mặc vừa cho em con nhũ này. Này. Đó, nó rúm 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 này nhá. Chị nào 67 cân vừa cho em chốt cho em mã nhũ này, em bán 100.000. Nhũ 100k. Đẹp chưa? Bác nào size to đừng bỏ qua con nhũ này. Nhũ xanh 100.000. Nhũ cho hoa hồng 100k này. Ok, hoa hồng 100 này. Một con ren đỏ siêu đẹp luôn nhá. Ai lấy chốt cho em mã ren đỏ. Gen đỏ, kiểu của nó là sao vin, nên là vin dài như này nhé các chị nha. Con đỏ này chị nào chốt cho em, con này nó có co giãn vòng eo 80 đổ lại cho em nhé. Vòng eo từ 76 đến 80 mặc được con đỏ này. Chốt cho em mã đỏ cho em, mã đỏ em bán 120. Này, xinh không? Dài miên man luôn. Mã đỏ em bán 120, dài miên man luôn các bà nha. Rồi con này mặc tự sướng thì có tha hồ đẹp luôn. 120.000 mã đỏ cho em.
Trời ơi, con Vin đỏ đẹp quá. Chốt mã đỏ 120. Mã đỏ 120.000, size cho các bác từ vòng eo 75 đến 80 vừa cho em nhé, size L đấy ạ. Nhũ đen em còn nữa này, bác nào lấy chốt cho em nhũ đen 120.000. Thúy HMC mà sao lại ở đây nhỉ? Cái này à, Thúy HMC vừa xả con này ra. Chị nào lấy con này chốt cho béo nhũ nhá. Nhũ béo bán 120, có cái bông hoa xinh không? Có cái bông hoa xinh lắm luôn. Con này chắc các chị từ 57 cân đến 62 cân vừa. Chốt em mã này, mã sọc cũng được. Mã sọc nhá, nhũ sọc. Chốt cho em mã sọc. Xinh lắm luôn, 120.000 cái thôi. Đẹp dã man. Một con nhung. Một con nhung dạ hội rất là đẹp nhá các chị nhá. Nó là đuôi cá dáng dài như này. Nó dạ hội đuôi cá và nó đính đá nhá. Nó rơi mất một hột các chị nhá. Đây này, nó rơi mất một hột đây này. Nó rơi mất một hột này. Hai hột này. Nhìn không rõ đâu nhưng mà béo cứ chỉ ra đấy, nó rơi mất mấy hột, ba hột nhé. Con này không rơi hột thì béo bán 150, mà rơi hột thì béo bán 100. Chốt em mã này mã 100. Để ý tinh mới thấy. Ai lấy con này chốt mã 100 nhé, em báo rơi mất ba cái hột đấy. Chị nào có cái đá này về đính vào là được. Chốt cho em mã 100. Có cái viên đá về đính là được, nhưng béo không có đi viên đá béo không đính được. Con này đẹp mà mỗi tội rồi. Ok, hoa hồng nó rơi mất ba cái hột đấy. Bữa trước tích nhiều đá lắm mà xong bữa nay vứt hết đi rồi. Không sửa nhà vứt sạch đi, giờ chả còn viên đá nữa. Nếu còn là béo đính vào cho ngay. Bữa trước bán hàng si tính cúc với đá nhiều lắm, kể cả chỉ nữa. Một con kim tuyến Chanel này, bà nào lấy thì chốt cho em nhé. Con kim tuyến Chanel này. Con này 60 đến 70 cân vừa, chốt cho em mã này, mã Chanel. Con này 120. Chanel nhé, đây. Con Chanel này 120.000, chốt cho em mã 120. Con này cũng đẹp này. Dài miên man các chị nhá. Dài miên man luôn con Chanel này. Chốt em 120, Chanel dài miên man. 60 đến 70 cân mặc vừa, chốt mã Chanel cho em này. Chanel có 2 con này. Con nào lấy thì chốt cho em này. Chốt 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 này, đẹp quá. Con này nó có cái lơ. Chanel cho hoa hồng này. Ok, ai lấy thì lấy nhá, nó dài nên rất dễ mặc, rất dễ bán luôn này. Ok, hoa hồng này. Hôm nay không có cái điện thoại chia sẻ nên là like nó kém hơn là mọi ngày. Chiều nó cũng thế, không có chia sẻ nên khách không có vào được. Đâm ra bán hàng ế. Ế chứ mọi khi bán hàng đắt như tôm tươi. Nhất là hàng mới về còn không kịp comment, không kịp chốt nữa. Nào con dạ hội xanh này, nó có cái lơ nhá các bác nhá, nó có cái lơ to này, nó xinh không? Con này đuôi cá bên dưới như này nhá các bác, con này đuôi cá này. À ừ, thảo nào mà chiều nó chị like ế chứ mọi ngày chị like chả có ế tí nào về đâu, sạch đấy. Hàng về còn không kịp like đã hết rồi. Nếu mà đưa mấy cái hình lên là còn không có hàng mà bán. Nào con đuôi cá này chốt cho béo 120 mã này, mã xanh. Này, đuôi cá nha. Size cho các bác, size L, bác nào 60 cân quay đầu lấy cho em con đuôi cá xanh đẹp nha. Chị nào lấy đuôi cá xanh chốt 120 cho em. 60 cân quay đầu có co giãn chốt mã xanh nhá, có cái lơ bản to rất là xinh này các bác này. Thảo nào lấy chốt xanh nha em. Đó. Thảo nào nay đi chơi, thảo nào ít khách là đúng rồi. Ok, mình cứ like túc tắc được cái gì được. Không thì mai hết lễ này bắt đầu là họ lại về, họ lại chốt có cái gì đâu. Hôm nay nhung cũng nhiều đây này. Các bà lấy nhung rồi đợi bé tí bé lấy nhung. Con bướm xinh chốt 100.000 cho em nhá. Con bướm nâu nâu chốt 100.000 cho em, dài nhá, dài miên man. 55 đến 58, 60 cân vừa chốt cho béo mã nâu. 100k. Dáng dài nhá các chị. Ít khi mà vớ được cái lô nó dài miên man này lắm luôn các chị á. Lấy tranh thủ chốt đi. Ít khi nó dài miên man này lắm luôn ấy. Hôm nay em thấy bé Hiếu khui cái kiện sơ mi ấy. Hình như là lấy tận 20 triệu một kiện mà gãy hết. Lấy 3 kiện mà không có được một con áo nào tử tế luôn. Nó nóng nó ép lại các bạn, khổ thế. Lấy hàng 20 triệu một kiện hàng, mình thấy nó khui mình hoa hết cả mắt luôn. Nâu cho hoa hồng. Nó khui xong nó chán. 20 triệu một kiện áo sơ mi mà không ra nổi lên một con siêu phẩm luôn. Nó bật hết cho mà xem, sợ thật. Hoa hồng này. Nên chả tội gì mà các bà đi chơi khui. Cứ đi nhặt thế này là con nào chắc con đấy luôn. Đó, kia khui ra mấy chục triệu mà ba kiện chắc phải 60 triệu.
vứt đi hết, không có được cái con nào mà ra hồn cả. Thế thì chết. Là con xanh này đẹp này các bác này, có tay nhá, con này tay nhá, có tay nhỏ như này nhá. Nhìn tay nhỏ thế thôi nhưng mà tay béo to cũng chui được vừa này các chị này. Nhìn nó nhỏ nhưng nó co giãn. Con xanh dài miên man này, chốt xanh 120.000 chốt xanh cho em. Dài miên man luôn, cái lô này nó dài miên man đó các bác ạ. Con này là tay hến. Con này size cho các bác dưới 55kg mặc đẹp, chốt mã xanh 120. Đính kim sa hả? Tí nữa like mấy cái áo dài kia thôi chứ hết rồi. Mấy cái áo dài kia là chị còn cái này lô này là lô khác. Con này đẹp chốt 120 cho em nhé. Chị nào có cái vòng eo là con này eo nó cũng co giãn đấy. Có cái vòng eo 76, 75, 76 quay đầu nhé. Chị nào size M lấy cho em con này. Quá đẹp luôn. Dài miên man luôn mà bán có 120.000. Chốt mã xanh cho em. Hui giờ gãy thế thì chết các bác ạ. Cái lô này là nó không có đính đá nhiều mà cái lô trước là nó đính đá nhiều. Tí nó béo like nó xả cho các bà. Nào con dạ hội đen này đẹp chưa? Dài xẻ này. Dài xẻ vào đây nó có ba cái hộp đá nhé. Con này tay phồng này. Con này 150k chốt cho em mã siêu phẩm này đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Chốt cho béo mà đen được. Đấy đẹp chưa? Phải đẹp đẹp mỹ mãn nhé. 150.000. 150.000 mã đen size cho các bác size L cho em. Con này size L, size XL mặc được cho em nhá. L, XL mặc được cho em vì nó có co giãn tay của nó này. Phồng và cưng như này, bán có 150 con này thôi. Bác nào lấy chốt đen 150. Đen 150 cho em này. Nay chơi Tết chắc là áng thật, đùa. Mọi khi thì kinh khủng luôn. Con này màu xanh nhá, con này chỉ nào lấy chốt mã xanh cho em 130.000 chốt mã xanh cho em này, toàn dạ hội thôi mà các bà đi đâu hết. Toàn dạ hội này, chốt mã xanh 130.000 này. Con gen xanh có sai chị không? Con gen xanh ạ. Con gen xanh là con nào chị ơi? Từ nãy giờ em like con gen xanh. Cái này hả? Có một chiếc không chị? Đây mới con này xem nào. Ai lấy con này chốt cho béo nhá. Con này bán 130.000. Chốt em mã này mã 130. Dạ không, không có nhung theo cô ạ. Đây em xem cái con xanh này không chị có vừa. Cái này cũng xem mờ rồi các chị ạ. Xanh eo 80 không vừa cái đấy không vừa. À cái này à, cái này thì vừa này, cô Hà vlog là cái này này. Cái này thì eo thoải mái này. Cái này nó còn co giãn nữa. Đây cô Hà vlog lấy cái này đúng không? Cái này là xanh nhá. Cái này là mã xanh nhưng mà xanh này là cờ size của cô đây. Đây. Mặc con này đi tiệc đẹp lắm. Mặc xong các bà có cái áo khoác bên ngoài là các bà khoác là ngon. Mà cái này là có cái đai này, cái đai giống bản to nó ghen bụng các chị lại. Nó vừa là điểm nhấn mà nó vừa ghen được cái bụng lại. Đây nhá, chốt cho bà Hà vlog cái này ạ. Đẹp mà có 130.000 rẻ thối rẻ nát ra. Trời ơi béo ôm sale rồi chứ là bán mấy trăm luôn ấy. Đại tỷ Hà. Ô, đại tỷ Hà chứ không phải bà Hà vlog à? Có phải em hoa mắt không? Em chốt nhầm đấy. Đại tỷ Hà là bà Hà vlog hay là bà là đại tỷ Hà đấy? Vừa giờ em đọc là bà Hà vlog, có phải em hoa mắt không các bác? Bây giờ lại không phải bà Hà vlog. Bây giờ có phải bà Hà vlog không? Vừa đọc là bà Hà vlog, bây giờ là đại tỷ Hà. Thế bây giờ đại tỷ Hà có phải là bà Hà vlog không? Để cháu biết cho chốt này. Chết dở đấy, mắt hoa lại đọc là bà Hà vlog cái chứ. Vừa đọc bà Hà vlog rồi sao lại ra đại tỷ Hà thế nào nhỉ? Ôi dồi ôi, lông ruột. Còn đến chết đấy. Nhục lắm. Phải mắt hoa không? Hay là đổi tên nhanh thế chứ là vừa rõ đọc là bà Hà vlog xong mà. Nó ruột lắm. Đây Kim Tuyến này. Kim Tuyến này là đại tỷ Hà mặc được cái này, đẹp này, có 120.000 thôi. Có giãn. Con này 60 62 64 cân đổ lại cho em, chốt cho em mã Kim Tuyến 120 này. Thì chắc là đúng rồi. Đâu chết 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 thôi. Dẫu ruột lắm. Một con gen theo các bà nhá, lấy chốt cho em mã theo này. Toàn dáng dài thôi. Con này 110k chốt em mã 110. Gen theo nha các bác nha. 110k. Con này chị nào size L mà size 1X mặc được.
Size L và 1X mặc được cho em. Con này 110k, ai lấy chốt 110 con gen thêu nhá. Thêu ạ. Chốt xem mã thêu. Chốt xem mã thêu nhá. Con này đẹp quá nhỉ. Bốc cần con nào cũng đẹp. Nào. Con này to này. Con này to các bác nhá. Con này to. Và hôm bán sướng đời, hôm nay khách đi chơi thật chẳng có ai mua. Vòng eo 82 đổ lại cho em ạ. Con này size XL. Con này chốt cho em mã đen nhé. Đen bên trên này nó phối cho em cái miếng miếng kim tuyến rất là đẹp luôn này. Đó. Đen này 130.000 chốt cho em mã 130. 130 sát nách dài. Chốt cho em mã 130 size XL các chị nhé. Chốt cho em mã 130. Mã 130 cho em. 130 cho cô Hà và Lốc này. Mở ngoặc cái đại tỷ Hà mới được. Hôm mai lại quên. Con này nhũ đỏ này chốt trên mã đỏ nhá. Size cho các bác size L. Nhũ đỏ size L. Con này 110k. Nào lấy chốt mã đỏ cho em 110k. Con này mặc đi tiệc cũng xinh. Đấy, có bao tiền đâu. Con này size L nhá. Con lấy 100.000 cho nó nhanh hết. Chốt em mã 100. 100k. Bán không có lời đâu thật. Không có lời đâu. Đây một con đỏ này đẹp này. Chị nào size này. Xem cái size này hơi to to này. Con này vòng eo 80. Chị nào có vòng eo 80 lấy cho em. Có co giãn nhé. Con gen đỏ này. Con gen đỏ này size cho các bác mặc size vòng eo 80. Vòng eo 80 cho em các bác nha. Có xẻ luôn. Đỏ này chốt cho em. Mã đỏ 130.000. 130.000 vòng eo 80 chốt mã đỏ cho em. Chốt mã đỏ. Vòng eo 80 chốt mã đỏ cho em. Con này còn một con này. Ai lấy nhé. Cái con giống của cô Hà Vlog này còn một con này. Ai lấy chốt mã xanh nha. 130. 130. Khách đi chơi hết rồi, chả nhẽ mình cũng về đi chơi. Thật. Chả nhẽ cũng về đi chơi. Em cũng không nhớ đâu chị ạ. Chắc là giống giống đấy, em không nhớ. Con này còn xanh này đẹp này. Con này này quá đẹp luôn này. Con này size to. Trời, con này đẹp mà size to. Vòng eo 82-83. Vòng eo 82-83 size XL chốt mã xanh. Chị nào size XL lấy nhá, chốt mã xanh cho em. Chốt cho em mã xanh con này. 130.000 mã xanh cho em, dài miên man luôn. Chốt mã xanh 130. Bác nào lấy chốt mã xanh 130 cho em. Xanh cho ai đây? Cho Su Su này. Ok, Su Su 130 này. Nào con gen thêu, bên trên nó có gen thêu nhá, bên dưới là dáng dài này các bác nha. Bên trên là gen thêu, bên dưới là dáng dài như này. Này nó bị may rung rúm này. Cái này để đêm mai bé xử lý lại đã. Xử lấy lại rồi bán. Đây con này nó cũng rơi mất mấy cái hột các chị ạ. Đây này, nó rơi mất mấy cái hột đấy các chị nhá. Đây. Nó rơi mấy cái hột này béo bán 100.000 chốt em mã đen 100. Mã đen 100 nhá, lúc nãy em bán 100 con đấy, bây giờ con này 100 luôn. 100k nhá, con này không rơi hột là bán 150. Vòng eo 78, chị nào size L lấy cho em. Có 100.000 con dạ hội các bác ạ. Nó rơi mấy cái hột là em báo rồi đấy các chị nhá. Các chị về có cái hột đá đính là bán là ngon mặc luôn, em không có cái hột đá nào em đính cho các bác luôn. Chốt cho em mã 100. Bác nào lấy chốt mã 100 nhé. Bây giờ em like sang hàng khác nha. Hàng này thấy các bác không nói năng gì, nó like hàng khác nha. Con hồng này đẹp này, hồng đẹp vai này.
Con hồng vẹt vai các bác nha. Con hồng vẹt vai như thế này. Chị nào lấy chốt hồng nha, 130.000 size cho các bác mặc size L. Có co giãn. Con này vòng eo 80 chốt cho em mã hồng, có co giãn nha. Dạ hội dài miên man. Đó. Vẹt vai xinh lắm luôn, chốt cho em mã hồng. 130.000. Mã hồng 130. Hồng 130. Con xanh cổ trắng là xinh này. Con xanh cổ trắng là xinh nhé. Con này đuôi cá bên dưới nhé. Con này chốt cho em này. Hồng cho hoa hồng này. Ok, hồng cho hoa hồng này. 130 này. Hoa hồng 130 này. Con này xanh này chốt cho béo nhé. Con xanh này béo bán 110k, 100k thôi, size S. Con xanh size S nha, đuôi cá nha. Chốt cho em mã xanh 100k nha. Dài, size S, chị nào size S đừng bỏ qua mẫu này. Dài miên man. Có co giãn này. Chốt cho béo mã xanh S 100k. Con này mặc đi tiệc xinh lắm luôn đấy. Thật sự nó có 100.000. Thật sự 100.000 bạc. Size S, chị nào size S thì đừng bỏ qua nha. Rất là đẹp. Đây con này chốt cho béo mã này, con này đuôi cá này. Con này đuôi cá nhá. Con này đến đùa bắp chân thôi. Con này cũng 100.000 chốt mã này, mã 1 cho em, size cho các chị mặc size M. Size L, con này size L mã 1 100.000. Có cái cổ xinh nhỉ, trẻ trẻ. Đuôi cá rồi mà làm cái cổ nó rất là trẻ luôn nhá. Con này 100.000 chốt mã 1 cho em. 100k chốt mã 1. 100.000 chốt mã 1 cho em. Con này dài phải nói là có co giãn, có co giãn. Con này dài phải nói là quét đất luôn. Con này 150.000 chốt cho em mã thêu. Con này cổ của nó là cổ tàu này. Đuôi cá 150.000 mã thêu. Có giãn đấy, cái này anh giãn này. 150.000 mã thêu, con này size cho các bác mặc size L luôn, vòng eo 80. Con này mã thêu nhá, dài lắm luôn ấy, dài miên man luôn. Mã thêu cho béo, 150.000 này. Trời ơi, nó làm hết mấy mét vải không các bà, nó dài dài miên man luôn. Chốt em mã thêu nhá, 150.000 thôi. 150 mã thêu. Con này cũng gen thêu này, con này big size. Con này 100.000 chốt em mã này mã 1. Ừ ok, xanh ghét rồi, ok em này. 100.000 này, có co giãn. Hình như là các bác thích gu hàng nhà em hơn ấy. Gu hàng nhà em nó màu sắc thì các bác thích hơn hay sao ấy. Gu béo lấy về nó lại không có màu sắc bằng. Nên là các bác mua ít hơn. Sao vài hôm nữa lại có đầy màu sắc. Cái này có hơn 100 con hay lo gì, bán 60 70 cân mặc được. Con này chốt cho em 100k mã đen nhé, dài lắm luôn, dài quét đất luôn. 100k mã đen 60 đến 70 cân, nói chung 70 72 cân đổ lại cho em, chốt cho em mã đen 100. Form này là toàn form già đấy các bác. Form già. Bây giờ xong form trẻ. Con này body nhung rúm, con này treo chốt cho em con này mã nhung này. Con này bán cho các chị 100.000 mã xanh. Bắt đầu lên phong trẻ này. 100.000 mã xô xanh nhá. Con này dền nhung dài và đẹp. Chất của nó là chất nhung tam rất là đẹp mềm nha các chị nha. Con này chốt mã xanh 100k, size cho các bác mặc size S. Size S, size M mặc được. Chốt mã xanh 100. Con này vòng eo 78 lận, nó chưa tương đương với size L rồi các bác. Nhìn thì tưởng size S nhưng không phải. Con này 100 mã xanh. 100k mã xanh cho em. Tranh như Tam Nguyễn này biết ngay mà lên cái hàng nhà mình là bắt đầu lại danh nhau chốt đi. Ok Tam Nguyễn này, em nhung 100 chờ chị tí. Để xem là còn cái màu đấy không, lấy màu khác nha, để xem béo xem còn màu đấy không.
Tên cái màu nhà mình là biết ngay, cái màu của gu của mình là khách thích hơn. Size của ai nữa này, Tam Nguyễn này, Kiều Diễm Nguyễn này, Lily này. Rồi ok này. Tiếp nha. Con này Tata này. Con này chốt 100.000 mã vàng. Có mấy màu đây để chị lên. Con này gấm nha, gấm vàng chốt 100.000 mã gấm cho em. Con này size cho các bác mặc size size M. Con này vòng L72 thôi, size là size S thôi. Xanh cho Huyền Si, ok, con này gấm nha. Gấm 100.000 size S nha, chốt mã gấm cho béo 100. Con này dài đến bắp chân. Gấm 100. Kiều Diễm, không biết qua hôm qua biết chị đi chưa nhỉ? Nếu mà chị chốt là chị đi rồi, để cho Huyền Si một cái xanh để xem là còn nữa nào. Màu đấy hết rồi. Hết màu đấy rồi. Bác nào lấy gấm chút gấm nhá. Hết cái màu xanh kia rồi đây nhá. Gấm để gần cho các chị thấy chất nhá. Gấm rất là xịn mà mềm nhá. Chốt gấm cho béo 100.000. Gấm 100k. Chốt cho em mã gấm. Lấy xanh này nhá. Xanh này cũng 100.000. Chốt em mã xanh. Con này đẹp chưa? Con màu xanh này đẹp lắm luôn này. Tí nữa chị nhìn thấy nó có to chị bảo. Con này chốt em mã số 1 nhé, nó cho lẫn mã này. Cái này nhung là nó rất là đẹp luôn này. Mã 1 cho béo nhé. Con này size cho các bác mặc size M 56 57 cân đổ lại cho em nhé. Từ 53 cân đến 56 cân này cho Huyền Si này. Uyên Thảo này. Ok, Uyên Thảo này. Nào ai lấy nữa này. Huyền Si. Tiệm đồ Si lên số giúp mình với ạ. Huyền Si này. Uyên Thảo này. Tiệm đồ Si này. Tiệm đồ Si chưa lên số thì béo không chốt được. Ai cứ lên số béo mới rồi cho Huyền Si với hoa hồng một cái nữa là hết. Đó, có thể ai có thể lên số cho béo nha. À thế à, ok em. Hoa hồng này. Rồi tiệm đồ Si một cái này. Cứ inbox địa chỉ đi rồi mới chốt cho nó mới dễ. Em hết rồi chị ơi. Chị Hư Hà em hết nha. Mặt là tiệm đồ Si mà chốt một cái là em hết này. Em hết rồi, chị lấy sang màu khác em này. Chất dung đẹp lắm. Tiếp tục nha, tiếp tục. Bây giờ em sang cái màu đỏ. Màu đỏ này có size S hay M. Màu đỏ này có size S hay M. Cái size M này vòng L78 tương đương với là size L mặc vừa nhé. Còn size S là tương đương với size M mặc vừa đấy. Này cho Uyên Thảo hai cái này. Uyên Thảo hai chiếc này. Huyền Si hai chiếc này. Huyền Si 100 này. Hoa hồng 100 này.
Thúy HMC này. Rồi ok, các chế đều có nha. Từ từ đã, để em chốt xem là còn không đã. HMC một chiếc này. Tiệm Noxy hình như có rồi, sao nhìn nó ghi nhỉ? Quý HMC không thấy ai đây. Tam Nguyễn này. Tam Nguyễn này, tiệm Noxy đúng đấy, ở trên đầu sao nhỉ? Hình như chưa chốt cho tiệm Noxy chốt luôn nhé. Tiệm Noxy với cả Tam Nguyễn này. Rồi. Còn 2-3 chiếc nữa là hết cái màu này. Tiếp tục là các bác lên trang size, không còn lâu rồi, có mỗi 2 chiếc à. Màu đỏ này em có 2 chiếc này. Màu đỏ này màu tím này. Màu tím một chiếc này. Màu tím này có 4 chiếc. Màu tím này có size S không? Màu tím này có size S cho các bà nhé. Size S tương đương với vòng em 76 quay đầu này. Đây màu này màu tím này. Tím như vòng eo của nó sẽ ít, các bà cứ yên tâm là chị nào size M mặc thoải mái, nó co giãn này. Đó. Vòng eo 76 quay đầu cho em nhé. S như vòng eo của các bà, vòng eo 76 quay đầu cho em, nó không có nhỏ đâu. Chốt cho em con này mã hồng nha, mã hồng nha. Đẹp cực kỳ luôn. 100.000 mã hồng cho em. Hồng. Tím chữ Yên Thảo này. Cái này còn ép thôi, bà nào lấy thì lấy nha. Ép vòng eo 76 quay đầu cho em. Huyền Si này đã bảo hết, hết hết mờ rồi, các bà nào có chốt nữa cũng hết mờ rồi, không có mờ. Không có XL nhá. Còn tinh có ép này. Ép vòng eo các chị xem mờ thoải mái. Huyền Si này. Đỏ còn không, chốt cái. Hải Yến eo bao nhiêu, Thúy HMC. Nó còn S thôi. Thúy HMC 100 này. Lấy nâu luôn hả? Nâu đâu? Chị có nhìn thấy nâu đâu nhỉ? Cái này có một chiếc thôi nha Uyên Thảo nhá. Có một chiếc này. Ok Uyên Thảo này. Eo em 70 em mặc S là đúng rồi. Cái này em mặc chỉ còn cái này, nó thật là nó chỉ có size S, nhưng mà nó không, nó rộng một tí thì cũng chịu thôi, vì nó không có size nhỏ hơn nữa. Nếu em có rộng một chút xíu em về em bóp lại, hoặc em cứ để thì em thắt cái đai lại là được. Không vừa đâu Kiều Diễm. Hải Yến lấy đỏ 70, eo 70 là S nha, đỏ S nha. Rồi cho Hải Yến đỏ S này. Hải Yến chưa có địa chỉ thông tin thì inbox cho mình cái địa chỉ thông tin nhá. Ai chưa có thông tin lưu ý giúp Béo là inbox cho Béo cái địa chỉ, hôm mai Béo không có chốt được đơn đâu. Mai Béo không có thời giờ, không có địa chỉ là Béo không có chốt được đơn đấy. Đây cho Hải Yến này, cái đỏ này, S này. Cái màu tím này còn mấy cái, bác nào lấy nó thì lấy nha. Tím còn 3-4 cái này hết rồi. Cái màu tím trơn này có 1 cái. Màu tím trơn này có 1 cái thôi. Đấy là địa chỉ cũ, không có nhớ luôn đấy, thật. Đầu óc Béo lú lắm.
Cái này nhung nhám các bác nha. Con này nhung nhám đuôi cá cũng 100 luôn. Chốt em mã này, mã đỏ này. Đỏ hồng, hồng đỏ nhá. Con này cũng 100 luôn. À rồi ok. Con này cũng đẹp nhá, rúm nhá. Chốt cho béo con này mã hồng luôn. Bác nào lấy chốt 100 này cho Y Uyên Thảo này. Nó chỉ còn size S thôi Uyên Thảo ạ. Nó có một chiếc à? Không còn size to. Trơn hết rồi hoa hồng ơi, hết rồi, còn một chiếc à. Còn cái gì nữa không? Trơn hết rồi. Màu đen này có cái à. À đây màu nâu là còn một chiếc này. Màu nâu này có một chiếc này. Nâu là chốt mã nâu cho béo 100 nghìn này. Nâu nhá. Đỏ hồng cho em. Kiều Diễm đỏ hồng. Đỏ hồng hết rồi. Cái đấy có một chiếc thôi. Không còn nhiều, hết rồi. Con này đẹp, chốt mã này mã nâu cho em nhé. Nâu 100 nghìn. Nâu cho tiệm đồ Si này. Huyền Si hết rồi. Con này có một chiếc à. Con này có một chiếc thôi. Huyền Si ạ. Hết rồi. Ai lấy nâu nhạt, chốt nâu nhạt cho béo này. Con này nâu nhạt nha. Nó chuyển sang nâu nhạt này. Con này cũng có một chiếc 100 nghìn. Chốt mã nâu nhạt cho béo này. Nâu nhạt có một chiếc nha. Ai lấy thì chốt nâu nhạt size S luôn. Nó không có size to đâu. Còn có tinh có size S nó mới bán rẻ. Chứ còn size to nó bán rẻ. To thì chết tiền luôn. Ai lấy chốt nâu nhạt cho béo 100 nha. Nâu nhạt đẹp thế mà nào chốt. Nâu nhạt với nâu đậm nó giống nhau mà. Con này của nó là màu kem. Màu kem nhé, bác nào lấy chốt kem. Kem cũng đẹp luôn. Nâu cho hoa hồng nốt này. Nâu nhạt này rất là đẹp luôn. Kem 80.000 chốt nó kem cho em. XL có màu gì? Béo con chưa nhìn thấy con nào XL luôn ấy. Chờ tí nữa xem nào. Toàn size nhỏ à, không có XL. Nãy like một đống XL thì không chốt. Bây giờ cái này là không có nào XL luôn. Màu kem 80.000 chốt mã kem. Nó giống hệt nhau nhé, chỉ có là màu kem thôi. Bác nào lấy chốt kem 80.000 chốt mã kem. Đẹp chưa? Nhung rất là mềm nhé. Chị nào lấy chốt kem 80k. Lên trắng đi hả? Trắng là gấm đấy, lấy gấm không? Trắng đây, gấm. Trắng này là gấm, bà nào lấy thì chốt trắng em nhé. Gấm này nó có một cái cọc size L. Hai cái này size S. Gấm trắng có 100k, chốt mã gấm cho em này. Có một cọc size L với hai cọc size S nha, gấm trắng nha. Rồi ôi, 100.000 con gấm trắng đẹp như này. Em tưởng nhung hử, gấm. Có cả size L với size S nha, có mỗi mấy cái thôi. Bác nào lấy thì chốt cho em. 100.000 mã gấm. Bác nào lấy thì chốt cho em, để béo bỏ túi bóng không, nó kêu là trắng nó hay bẩn. Trắng nó rất là hay bẩn. Chốt cho béo mã trắng. Đây có một con đỏ S nữa này. Con đỏ hồng S nữa, bà nào chưa chốt được này, danh nhau cái màu này. Cái này còn một con size S nữa, bà nào lấy chốt thì em phải chốt này. 100k chốt mã đỏ này. Hả? Gấm L bao nhiêu tiền? Cái đấy 100k. L vòng eo 80. Đây đỏ S đây, bà nào lấy nốt này. Có tiệm đồ Si này. Ok, tiệm đồ Si này. Con này 100.000 đỏ. Rồi ok, tiệm đồ Si này. Tiệm đồ Si 100 này. Tiếp tục này. Con vàng nó có chiếc à? Này chị nào lấy chốt em mã vàng nha. Vàng size M, chị nào lấy chốt vàng cho em 100k. Vàng size M, bác nào lấy chốt vàng 100.
Chất vàng rất là đẹp luôn các chị ạ. Chất của nó đẹp lắm. Vàng như biên thảo. Có một chiếc thôi các bà nhá. Có một chiếc thôi. Ok, biên thảo vàng xanh. Con rắn size M chị cũng biết là còn size gì nữa. Hết rắn rồi. Còn có con, hai con thôi. Cái này của biên thảo này. Nó còn có một hai con, nó không còn size M chắc, không biết còn size M không. Không có áo dài nhung đâu em. Đụng vào giờ 5-600 một set chị không có mua được. Mua về bán không được ấy. Con màu xám này có một chiếc em, bác nào lấy chốt xám cho em 100k này. Con màu xám đẹp quá các chị ơi. Con màu xám này size cho các bác mặc size L hay size M đây, size này size M. Con này vòng eo 78 size M, size L chốt cho em con này, mã này mã xám này. Xám 100.000 nhé. Chất nhung rất là đẹp luôn. Chốt mã xám. Xám này chữ yên thảo này. Mỗi chiếc nha cả nhà. Màu xanh, màu đỏ, màu hồng nữa. Cái màu hồng này còn mấy cái này, bác nào lấy thì chốt này. Màu hồng còn size S thôi. Ai lấy nốt thì lấy nhé, còn ba cái hồng này. Ba cái hồng này, bác nào lấy chốt hồng lấy này. Đó, ba cái hồng này. Cái đỏ này cũng size S này. Một chiếc này size S này, bác nào lấy chốt đỏ S này. Chốt đỏ S nha. Vòng eo 74-75 quay đầu cho em vừa hết này. Đỏ S nha, còn chiếc này. Đỏ này cũng còn 3 chiếc nữa này. Và màu xanh còn 1 chiếc này. Màu xanh còn 4 chiếc. Hồng cho Huyền Si lấy nữa à? Rồi ok, Huyền Si lấy cái này nữa đúng không? Đỏ này còn 3-4 chiếc nữa, bác nào lấy chốt đỏ cho em này, 100.000, đẹp. 3-4 chiếc nữa là hết. Bác nào lấy thì lấy nha, hết rồi, còn mấy cái thôi. Đỏ 100. Đỏ 100 này. Eo 78 vừa không để béo xem. Size L này. Gấm rõ đẹp luôn ấy, nhập đắt hơn kia. Vừa nhá, vòng em 78 vừa. Đỏ em vừa không? Không vừa em ơi. Đỏ size M, size L nhá Lily nhá. À size M nhá. Size S. Vừa nhá, con này vòng eo 80 chia trừ hao thôi, còn vòng em 78 này. Đấy, ai lấy cho Minh Trần chốt trắng nhá. À Minh Tuấn chốt trắng nha. Con này là vòng eo 78 là vừa luôn luôn này. Ok, trắng đây. Gấm đẹp ơi là đẹp, các chị nhìn chất này. Thấy không? Bán có 300.000 bạc rẻ. Mà nhập đắt luôn ấy. Nhập đắt luôn ấy, có phải tử tế gì đâu. Ok, Minh Tuấn này. Đen 100k, bác nào lấy chốt cho em ma đen nhé, còn một chiếc đen. Không có XL su su, chỉ có size L thôi. 60kg, chị đo vòng eo đấy, vòng eo của nó là vòng eo 78 này, em thấy vòng eo của em bao nhiêu? Kiều Diễm, có thấy vòng eo bao nhiêu thì chốt. Chị không biết vòng eo của em bao nhiêu luôn, nên là em chị không dám chốt. Đấy, em thấy vừa thì em chốt nha. Vòng eo của nó là 78. Nào có một con đen duy nhất, bác nào lấy chốt đen cho em, tay dài đẹp như này bán có 100.000, nẫu ruột lắm. À, trắng một cho su su này. Đấy, gì nhỉ?
Vòng eo của Kiều Diễm bao nhiêu? Cái này chị đo vòng eo là 78 là vừa nhá. Su su này. Su su 100 này. Em chỉ biết cái cân của em, chị làm bán cái vòng eo chị đâu biết cân của em là 60 cân. Nó đùa lắm luôn, lắm bà 60 cân vòng eo 8 mấy nó còn theo cái chiều cao cân nặng nữa. Lắm bà lùn ấy, cơ mà vòng eo 90, 60 cân vòng eo lên 90 thật, nên là không thể nào mà bán theo cân nặng được. Phải bán theo cái vòng eo của mình ấy. Lắm bà cao thì là có khi là vòng eo người ta chỉ có 6 mấy, 60, 70 à quên 6 mấy. Lắm bà bái sắc cực kỳ luôn ấy, bái rất là tam trăm tập thể dục lên cái mông của bái to, cái eo của bái nhỏ xíu. Thật mà. Bây giờ chị cứ bán theo vòng eo cho cân nặng chứ không biết là của em bao nhiêu. Rồi còn cái con đen này nó đẹp mà nó mềm lắm mà không bà nào lấy, rồi đất ạ. Có 100.000 thôi. Con này chị nào tầm 54 cân 55 cân vừa nhé, chốt mà đen cho béo 100k. Con này mấy cái con này nó đẹp. Đây nhũ này. Nhũ beo. Nhũ beo chốt 90k cho em nhé, 90.000 nhũ beo. Nhũ beo này size cho các chị 54 cân đổ lại mặc vừa, chốt nhũ beo 90k. Bác nào lấy chốt 90k cho em. Gấm vàng cũng có size L đây này, bà nào lấy gấm vàng lấy này, gấm vàng có size L này. Đó, ai lấy thì chốt. Em chốt cái đen ok em Kiều Diễm này. Cái này em không vừa đâu Kiều Diễm ạ. Con này nó đề size cho các chị mặc size S rồi, em không vừa đâu. Gấm vàng cho su su này. Ok su su 100 này. Em không vừa đâu Kiều Diễm nhá, con đấy size S không vừa đâu. Mà em phải đến size XL rồi. Chị không biết là size L hay XL nữa. Đây con này size M, có khi con này em vừa này. Con này nó co giãn nhiều mà nó size M này. Đây nhá, con này nó co giãn nhiều, em có lấy thì con này chốt mã này, mã số 1 90.000 này. Con này vòng eo lên đến hơn 80 luôn. Gấm vàng L cho Yên Thảo này. Nó hết bà nó rồi, còn mỗi một con. À đây hai con đây, cho mình xem size gì đó. 3 4 con không nhiều đâu. Xem nào nó có mấy con, 4 5 con không nhiều đâu. Đây rồi cho Yên Thảo một chiếc này. U mì lai rút từ nãy giờ. Rồi, ok, ai lấy gấm nữa nào, gấm này, gấm trắng, gấm vàng này. U mì lai suốt từ nãy giờ mà, khổ. Lai nhiều lắm luôn. Con nhũ này 90k chốt mã nhũ cho béo này. Nhũ 90.000 nhá, không đẹp không lấy tiền. 90.000 chốt mã nhũ cho em, 90k. Lên nốt ít đầm si nhá các bà. Có ai thích cái gì nữa thì comment lên để béo lên. Lên ít nốt đầm si, bác nào thích lên đầm phả thì đó béo nốt phả. Trắng. Mua mì lấy like nhiều lắm luôn. À em mới vô hả? Lấy like quá trời like luôn. Nào. Một con đầm si siêu đẹp luôn nhé, dáng dài. Con này 100k mã bi mới tinh tươm luôn, chốt em mã bi 100.000. Mã bi 100k dáng dài các bác nha. Nhung bi 100.000 mã bi. Em like nhanh cái đống này cho các chị chọn. Rất là đẹp luôn. Con hàng xin nó mới nó đẹp. Con này chốt đuôi cá này 120.000, chốt mã đuôi cá cho em nhé. Đuôi cá 120.000. Chị nào lấy chốt đuôi cá size cho các chị size L, XL vừa này. Dáng dài nha này. Con này bình thường bán 150, 180, bây giờ bán 120 thôi. Đấy những con này lấy mặc được cái này. Gì nhỉ? Kiều Diễm mặc được những con này này. Size này là size của em, không biết trong kia có mặc được không, nhưng ngoài Bắc là mặc được. Đây một con nhung. Mấy cái con này là nhung hàng si, nhưng mà nó mới nhá. Mấy con này là mới này. Con này size 2XL 70 cân đổ lại mặc vừa, chốt cho em con này 90k. 70 cân đổ lại mặc vừa, chốt 90k nhá. Đó. Bác nào lấy chốt 90 cho em. Con này chốt cho em vé mã này là mã 70k. Nhung tam 70.000 dáng suông nhá. Đây chị nào lấy thì chốt nhung tam này. 70.000 dáng suông này, chất đẹp lắm này. Đằng này nó còn có xẻ này. Đằng trước nó còn có xẻ và nó đính kim sa nhé. Tay của nó cũng phối lông của đính kim sa như này. Chốt 70k cho em.
Con này size cho các bác 70 cân đổ lại, 60 đến 70 cân mặc được cho em con này, bán 70 nghìn này, cho Hồng Hạnh, Hạnh Hồng này. Ok này. Mấy con này hàng Quảng Châu đây này, nó là hàng si nhưng nó được thuộc hàng Quảng Châu. Mới ơi là mới luôn. Một con Vin màu kem nhá, cái này size cho các bác mặc size M, size S vừa. Một con Vin màu kem này em bán 80k, chốt em mã Vin. Con Vin kem này bán 80 nghìn nhá, bác nào lấy chốt Vin kem nó rất là mới luôn. Chỉ nào size S, size M thì quất ngay con này đi. Con Vin kem nhá, 80k chốt kem cho em này. Bác nào lấy chốt kem cho em này. Cái mắt ở đâu hết. Kem 80.000 cho ra kem. Em một con dạ hội siêu đẹp này. Dạ hội si này đẹp lắm. Con này 150.000. Con này chốt dạ hội cho em nhé. Để nó có xẻ đây này. Trong nó có cái body nữa. Con dạ hội này xịn lắm mà đẹp nữa. Vin cho Giang Linh này, 80k này. Con dạ hội 150.000 chốt dạ hội cho em, con dạ hội rõ đẹp luôn. Chất nó xịn sò. Con dạ hội này chất đẹp nhé, chị nào lấy chốt dạ hội 150, không đẹp không lấy tiền. Dạ hội này bác nào size S, size M mặc đẹp cho em, chất của nó dày dặn mà đẹp lắm. Size của em hứ, đầy, lúc nãy thì đầy. Đây, của em đây. Em đây, để chị xem cái này có vừa. Cái này em vừa luôn. Đây con này size của em này. 65 cân, 67 cân quay đầu cho béo này. Đó, con này dài đẹp nhá, trên nó pha ren như này. Con này 120. Con này 120. Chốt mã dài cho em, dài miên man, đẹp mỹ mãn luôn. Chốt mã dài cho béo nhá, nó dài lắm luôn ấy, chị nào lấy thì chốt mã dài cho em 120. Đó, con này đẹp này. Chị nào size XL thì chốt luôn. Chốt XL cho em 120.000 thôi, nó quá rẻ luôn. 120.000. Dài cho Uyên Thảo 120 này. Khánh Thi sau rồi em. Còn nhiều cái dài lắm, từ từ. Nhiều cái dài lắm. Đây con này thì của gì cũng mặc, thủ Thủy Vũ mặc được này. Con này cũng dài miên man này. Con này chốt cho em nhung 130. Con này chốt nhung 130 cho em, size cho các bác 60 65 cân mặc được. Đây. Cái pha ren này nhá. Nhung 130.000, chị nào lấy chốt cho em mã 130, nó dài miên man luôn. Chị nào mà lùn thì phải cắt đi đấy. 130.000 chốt em mã 130, nó dài lắm. Size cho các bác 60, 62, 64, 65 cân đổ lại thôi, chốt cho em mã đen. Trời ơi, nó đẹp. Con này mà mặc phải quét đất. Chốt cho em mã 130. Mã 130 nhé. Đấy, bác nào size to thì mặc những cái thể loại này là giấu hết được người luôn này này. Đó. Size to nhá. Con này là size to. Chốt mã đỏ 130. Đỏ 130 cho béo. Đỏ 130. Đây con này cũng đẹp này. Ai bán đầm rẻ bằng nhà béo đó. Những con này họ bán 150, 180, 200 thôi. Con này size M, size S thôi nhá. Con này quá đẹp luôn. Bác nào size S, size M đừng bỏ qua con này. Vòng eo 72, 74 quay đầu thôi nhá. Chị nào vòng eo 72, 74 đổ lại thôi. Con này chốt cho em mã này. Mã số 1 cho em nhá. Con này 140.000. Chị nào size M lấy nhá. 140.000. Đuôi cá dáng dài, bèo này. 140, chốt em mã 140 nhé. Đẹp dài miên man luôn. Đó. Ai bán con này 140 đâu. Sắt nách. Sắt nách, nách là đi tiệc nó sang lắm. Đó, chị nào size M quất ngay con này đi. 140.000. Mã 140 này. 140.000, mã 140 này. Con này chốt em mã tím này. Tím đuôi cá nhé. Chị nào tím này 100k chốt mã tím này. Đây bác nào lùn lùn lấy con tím này cho em.
Con này size L. L và XL mặc được cho em nhé. Vòng eo từ 78 đến 82. Chốt cho em mã tím cho em. Tím 100.000. Vòng eo 78, 82 bên dưới nó đuôi cá nhé. Chốt 100k cho em. Tay của nó này nhé, không phải sát nách đâu. Tay của nó rớt vai thế này. Rớt vai nha. 100.000 mã tím. Cho 100.000 mã tím đây này. Cái con này em vừa này, Thủy Vũ này. XL này. Con này Thủy Vũ vừa này. Con này 120.000 chốt em mã này, mã kim tuyến. Kim tuyến nha. Kim tuyến không phải nhũ, kim tuyến nó mềm, nó đẹp lắm. Và mặc nó sẽ không bị dặn, bị ngứa gì hết. 120.000 chốt em mã 120, bên này nó có kết hoa này, đó. 120.000 chốt mã 120. 120k chốt mã 120. Đây, bác nào lấy con này chốt cho béo mã này, mã số 1 này. Mã số 1 100k chốt cho em mã số 1 này. Đó, 120 cho chị Thu Lê Anh. Con này mã số 1 này. 100k này. 120 cho chị Thu Lê Anh cái này. Ok, chị Thu Lê Anh này. Cái con vừa giờ béo lai là 100 màu tím nhé. 100 màu tím, ai lấy chốt mã tím 100. Ai lấy chốt mã tím 100. Tím 100. Con này đẹp, mặc nó nhẹ nhàng ấy. Nó không có bị chói lóa mà nó cũng không có bị gì hết. Các cô trung tuổi mặc đi chơi Tết thì nó đẹp ơi là đẹp luôn ấy. Đó, trong miền Nam mặc cái quả này là coi như quá phù hợp luôn. Rất là mát luôn. Chốt mã tím cho em. À, lên con nhung siêu đẹp luôn này. Con nhung si nhé, chất dày mà mới mà đẹp này. Con này 120.000 chốt em mã này, mã phối. Đen phối ấy nhé, con này size M thôi. Đen phối màu xanh rêu này. Chất của nó rất là đẹp xịn luôn nhé. Con này chốt mã 120 cho em. Con này size M, bác nào là size M đâu rồi, đừng bỏ qua con này, nó mới kính con luôn. 120.000 chốt mã phối cho em. Mã phối. Mã phờ, phôi sắc phối. Con này chốt mã len cho em nhé. Len này em bán cho các chị 80k thôi này. Bi này. Bên dưới này rất là đẹp luôn. Con này free size. Con len lông thỏ này rất là mềm mà đẹp nhé. Con này chốt cho em 80k này. Điệu ơi là điệu luôn. Nguyên tang chốt mã phối cho em. Chốt mã phối cho em nhé. Bắt đầu lấy chốt mã phối. Con đen này cũng dáng vin này. Con đen này dáng vin này. Mà con này dáng trẻ cực kỳ xinh luôn nhé. Con này chốt 100.000 mã đen. 100k mã đen cho em. Đây gấm đỏ còn mấy chiếc. Con này nhung đỏ còn mấy chiếc. Bác nào lấy chốt nhung đỏ cho em 100.000 mã nhung đỏ. Chị các chị ơi, con này hỏi gì nó béo nghỉ like đây. Béo nhọc rồi đấy. Hôm nay like 2 tăng là nhọc lắm rồi. Hôm nay 2 tăng là nhọc lắm rồi. Con ai hỏi gì không? 100k cho chị Tâm Nguyễn này. Tâm Nguyễn lấy cái này đúng không? Từ nãy giờ là ba mã đều 100 thì Tâm Nguyễn lấy đen hay lấy đỏ comment lại cho béo nhá. Đen đỏ kem. À màu đen này, màu đỏ này, lấy cái nào? Màu kem là 80 rồi. Tâm Nguyễn lấy cái màu nào đấy? Hay chắc là màu đỏ à? Ừ quá. À rồi ok đen. Con đen này đẹp nhỉ, chất của nó phê đấy. Chất của nó bao phê luôn, mới ơi là mới mà đẹp. Đây lại u mì em xem với. U mì đoàn đuôi cá răng dài, con mua không để béo lên này. Toàn đuôi cá răng dài với buồn ngủ quá thật. Hôm nay không mua nước gì đâm ra buồn ngủ không chịu được. Uống nước ngọt nó quen với mồm rồi, xong rồi mai bốc nó càng béo. Mà không uống nước ngọt là nó buồn ngủ. Đây con mì gen đây. Con này 130.000 chốt em mã 130. Đấy lên lại nhá. 130.000 mã 130 size M. Con u mì này dáng dài miên man luôn. Con này cũng size M luôn. Con này chốt em 140.000. Chốt em mã 140. Đuôi cá nha. Đuôi cá dáng dài nhá, xẻ nhá. Đó, u mì đấy. 140.000 size M luôn.
Toàn dáng này thôi, em có thích không để chị lên, không lên mất công khách người ta không không có xem nữa. Khách người ta lên rồi người ta không có xem. Con này size cho các chị 56 57 cân, size L mã thêu. Cổ của nó là cổ tàu. Bên dưới là đuôi cá dáng dài cho em. Đuôi cá dáng dài cho em nhé. Chị nào lấy con này chốt cho bé mã 140. Con này size cho các bác mặc size. Size gì đây? Size L. Con này vòng eo 80. Ừ, cái này nó độc có dáng này thôi. Con lâu 90k. Nhung đỏ eo 82 vừa không. Con lâu 90k. Nhung đỏ eo 82 không vừa. Nhung đỏ là eo 82 không vừa em ạ. Lấy con nhung nâu hả? À lấy con nâu hả? Con này eo không vừa. Con nâu này đúng không? Nhung nâu là con nào nhỉ? Lúc nãy là nhung nâu là con nào nhỉ? Nhung nâu chị like từ bao giờ? Bây giờ hỏi nhung nâu là không biết ở góc nào luôn. Dạ hội nhung xẻ đùi. Dạ hội nhung xẻ đùi. Biết vừa giờ chốt bắt đầu không biết. Không biết là bắt đầu rồi các chế ạ, khổ thế. Dạ hội nhung xẻ đùi vừa giờ để đâu không biết nhỉ. Bé vừa để đâu bé không nhớ đó các bạn, khổ thế. Dưới chỗ chị lấy con đỏ hả? Có phải con này không? Có phải con này đúng con này 80 không? Con này 80 thì ok chị nhé, con này đẹp lắm này. Phong cách luôn, mặc xinh lắm luôn ấy. Đúng con này thì ok chị nhé, co giãn thoải mái. Đúng không? Đúng con này không? Vừa giờ cái con dạ hội nó vứt đâu rồi mất biết nữa. Chán đời, đau đầu với óc lú. Có đúng con đấy không? Hay lấy con này? Con này đẹp này, con này cũng 100k, con này chốt mã nâu đậm cho em này. Nâu đậm 100.000 nha bác nha. Nâu đậm 100. Vừa con dạ hội đen mà béo xong, lai xong béo vứt đâu rồi béo không có nhớ nữa các chị. Chán đời thế chứ. Chán đời lắm luôn. Này, con này con Vin này, tay sơ mi cổ trắng này. Tay sơ mi cổ trắng là con Vin đen này 100.000, chốt mã Vin đen cho em. Con này mặc xinh lắm mà chất đẹp này. Nâu nhạt 80k. Em thề luôn, sao em không nhớ cái màu nhỉ? Ôi giời. Em thề luôn, bây giờ em không có nhớ con đấy nữa cơ. Không có nhớ con đấy nữa luôn. Mà nó đâu không biết nữa. Chỉ có con kem là thôi, có phải con kem này không? Kim tuyến hàng mới, nhưng kim tuyến nâu, cứ đi kiếm, đến chết rồi. Đây nhung kim tuyến nâu đây, con này thì bán 100.000. 100 là béo lỗ đấy, nói thật các chị luôn, béo nhập 101 rồi đấy. Đây này, đúng con này không? Chị Thu Lê Anh lấy màu kem hả? Rồi ok, chị Thu Lê Anh lấy màu kem nhạt này. Cứ bảo nào nâu em đi tìm, chị bảo màu kem này em hiểu ngay. Con này 80.000 này. 80.000 này. Con này S nhưng nó to lắm. S này mà vòng eo 78 luôn ấy. Thật luôn. Vòng eo 76, 78 mặc được luôn. Chị Thu Lê Anh này. Hôm nay chơi Tết rồi không phải hả? Thế là con nào? Rồi đất ơi. Em đến loạn tiền đình luôn. Em đến rối loạn tiền đình luôn các bác ạ. Thôi em không, em bỏ qua cái mẫu nhá. Bây giờ em còn không biết nó là cái gì luôn ấy. Thì em bán cái gì đây? Đây con xanh này, chốt cho em xanh 100, size XL nhá, đẹp lắm luôn đó, hàng si chất của nó phê lắm. Chốt em xanh 65 cân đổ lại vừa cho em, xanh nhá, dáng của nó dài đây này. Tại nó bắp chân em có 100.000 thôi, chốt mã xanh. Xanh 100. Mua cho con gái xanh 100 cho Hồng Hạnh này. Con gái thì chị lấy cái này là đúng rồi, cái này này. Cái này nó mặc vừa xinh này. Có đúng con này thì chốt được ok mã bi cho em đi cho dễ. Xanh cho Hồng Hạnh này, cái đấy chốt mã bi cho dễ. Ok Hồng Hạnh này. Hạnh Hồng này.
Hồng Hạnh này. Rồi ok chị Thu Lê Anh. Chị Thu Lê Anh này. 80 này. Lỗ đó các chị, lô này em bị lỗ nặng lắm luôn. Lỗ nặng lắm luôn đấy. Bình thường các chị đi mua những cái váy này đúng chuẩn hàng xin nó cũng đắt lắm chứ có rẻ, em chốt có con 200. Con tận 200 lận luôn. Gì Thủy Vũ lấy xanh à? Hết rồi Thủy Vũ ơi, để tí nữa chị lên con khác thì đầy con. Con này đẹp lắm này. Con này đẹp này. Con này em có một cặp luôn. Con này hàng ở Quảng Châu nó đụng vào đắt lắm, không phải rẻ đâu. Con này size cho các chị mặc size M thôi. 55kg đổ lại thôi nha, mờ nha, con này không đẹp không lấy tiền. Chị nào có con gái mua cho con gái. Ai lấy cái con Vin tầng này chốt cho em, vừa độc vừa đẹp luôn. Con này 120. Con này nó chốt 200.000 đấy các bác. 120 chốt em mã đen, con này độc độc đẹp đẹp này. Bác nào lấy con này chốt 120 nhá. Con này size cho các chị từ 48 đến 55 cân vừa thôi. Con này độc độc đẹp đẹp luôn. Đó. Em có hai con, một con đấy một con này. Hai con bằng size nhau các bác ạ. Hai con bằng size luôn, con này đẹp lắm. Con này size to hơn, một con size M, một con size L. Con này mặc xinh lắm luôn, ấy thề luôn. Nó độc độc, nó đẹp đẹp. Cái chân váy bình thường chị mua độc cái chân váy này không cũng đã giá 120 rồi. Nếu mà hàng mới là nó rơi vào 250 các bác nha. Em bán em biết mà. Thế mà em bán nguyên cái đầm 120 các bác. Con size M, một con size L, bác nào lấy con nào lấy nhá. Con này độ mới hoàn hảo luôn. Đó, đẹp lắm, có một cặp. Nhà ai mà có con gái mua cho hai con mỗi đứa một cái luôn. Hoặc là mẹ với con mà ngang ngang nhau mỗi người một cái. Làm áo cặp. Đây con đen này 100k chốt em mã đen. Con này 120 chứ, con này 120 nhá, đuôi cá này. Những cái dòng này họ bán 180-200, mẹ bán con này 120 thôi. Con này cho các bác tầm 55 cân đổ lại mặc vừa chốt em mã này mã đen. 120.000 chất bao phê luôn. Ai lấy thì chốt cho em mã đen. Mã đen, mã đen. Đây này còn một con nâu này, lúc nãy tranh nhau nâu này, còn một con nâu nữa này. Bác nào lấy chốt nâu cho em nhé. Nâu là 100. Bác nào lấy chốt nâu 100. Con này cũng là size S thôi. Con này 54, 55, 53 cân đổ lại vừa chốt mã nâu. Gái còn khoác viền xanh hình cô gái. Dạ cháu hết, cháu em hết rồi thì Ngân Kim nhá. Này con đâu lúc nãy chị nào chưa chốt thì chốt đi này. Đẹp như cái nách luôn, size S nha. Với cái thành phần size S thì em hôm nay không có gì, không có là xem live, đi nghỉ đi, chắc là đi Tết rồi, đi chơi Tết rồi. Con đâu nhũ nhám nhá, hay là nhung nhám nhá, chốt cho em chị nào size mà size S M lấy cho em. Và size S M vừa, con này đẹp lắm, 100k. Bác nào lấy thì chốt nha. Đỏ này em còn một chiếc hai chiếc lấy này. Đâu cho Mỹ Hạnh. Con này size S thôi và Mỹ Hạnh nha. Hôm nào em like chán như hôm nay các bác. Hôm nay nó bị đi chơi hết rồi. Chán lắm, like buồn lắm. Mọi ngày like nó vui ghê luôn. Nó hay like kiểu gì ấy. Khách đi đâu sạch ấy. Con đỏ nó chốt 100 này. Đây size của bà Mỹ Hạnh luôn này, đẹp này. Cái dòng này toàn hàng 180 này, bán 100 này. Lấy thì chốt cho béo nhé. Nó còn size S thôi, nó không còn size to đâu. 52-53kg quay đầu mặc đẹp cho béo mã đỏ nhá. Chất nhung rất là đẹp luôn các bà nhá. Chốt mã đỏ. Đó, chốt mã đỏ cho béo. Đỏ với tím. Lên mấy con quả đen này cho nó hết bà đây, quả đen này. Nào, những cái dòng này nó đẹp nào. Béo vô duyên. Nó dài. Đây là theo chữ các bà nhá. Nó dài miên man, nó đẹp nhá. Chốt cho béo con này xả 100.000. Trời ơi lỗ. Chốt cho béo 100k, chất của nó nhung bao phê luôn các bà nhé. Ờ em ngủ nãy giờ à? Đúng rồi, giao thừa Tết Tây nó vắng là đúng rồi. Hôm nay là công nhận béo like là biết thế biết nghỉ nhà cho lành. Đã ra đây thì cố like. Là con nâu đến 100, béo bán rẻ đấy chứ hàng này béo nhập trăm mấy luôn đấy. Con nâu đuôi cá đến 100 size cho các bác 64-65 cân vừa chốt mã nâu này. Đúng rồi, Tết nó nghỉ, nó béo like thêm tí béo nghỉ thôi. Béo nghỉ Tết, chả chơi. Mai kia like 2 ngày là hết mà. Quan trọng gì đâu.
Làm gì có nhiều hàng đâu các bà. Săn được cái mớ hàng đẹp mà like trả được này. Con Vin phối, chốt Vin phối cho em 100 luôn này. Vin phối 100 nhé. Con này size cho các bác 55 cân quay đầu cho em. Con Vin phối này chất bao phê luôn. Chốt bao Vin. Cổ đắp chéo. Đéo đau hết cả người này. Like thêm tí là nghỉ nhé. Con này trắng này. Con này chị nào có con gái mua cho con gái này. Tay của nó pha. Chốt cho béo con này mã trắng này. Trắng 100. Trắng 100. Con này bác nào lấy chốt cho em mã sọc. Sọc này. Đấy. Sọc chữ này. Sọc nó 80.000 chốt sọc cho em nhé. Len. Len sọc 80k 65 cân vừa chốt mã len sọc. Len sọc, len sọc. Len sọc. Con này 80k chốt em mã áo dài. Sọc cho bà Yến Nhi này. Hoa hồng sau rồi nó bán 480, tôi đánh chết rồi. Tôi bán 80.000. Yến Nhi này. Hết rồi hoa hồng, hết rồi. Nào con này 80k chốt em mã 80, con này áo dài nhũ nhá. 80.000 chốt mã áo dài cho em 80k. Chốt mã áo dài cho em 80k. Con này chốt cho em con này, mã số 1 cho em, con này size L thôi. Mã số 1 này, 80.000 luôn này. Mã số 1 80k luôn. Mã số 1 80.000 này. Đùa cho cái cặp Vin này nó đẹp mà nó độc mà. Một cho bà Yến Nhi này, 80.000 này. Đau hết cả đầu luôn, đùa. Thằng bố thì đi nhậu để cho hai đứa con ở nhà bà Yến Nhi ạ. Con gái lớn thì cũng đi mất, còn con bé con với lại con thằng bé con ở nhà trông nhau. Bố thì đi như thằng bố đi nhậu. Con mẹ thì đi lao đầu kiếm tiền. Đây này có hai con Vin này, có cặp đôi hoàn hảo này, đẹp mà không bà nào lấy cho rời đất ơi, có 120.000 nó đẹp, độc. Có nguyên một cặp. Hàng đẹp luôn. Con này lấy ai lấy Vin chốt Vin nhé, có 120.000 là cái cặp hàng độc như này mà không lấy. Độc đẹp. Béo nhập cao lắm, mấy cái này là béo nhập cao, béo chọn từng cái một nhập nó cao. Một cái à, ok. Còn một chiếc bà nào lấy thì lấy. Con này mã rêu nha, con này mã rêu cho em này. Xuông rêu này. Rêu là bán 70k chốt mã rêu, xuông rêu nhá. Rêu nhũ 70k chốt mã rêu. Ngủ quá. Nhũ hết cả mắt ra. Mã rêu. 70.000 chốt mã rêu. Con này lỗ chủng vó thôi bà Yến Nhi, cái lô này bị lỗ chủng vó thôi. Con này cũng 70k chốt mã nâu. 70.000 chốt mã nâu cho béo. Lâu 70k. Con này khoác, chốt khoác cho em 80.000. Khoác 80k. Khoác dài miên man, đẹp ơi là đẹp luôn. Đây bà nào lấy chốt khoác này. Tay của nó đâu? Từ nãy giờ đi tìm cái tay. Khoác 80.000 luôn này. Đó, size nào cũng vừa. Có cái dây đai này, mà nó dài miên man nha. Bà nào lấy chốt khoác cho em. Dây đai của nó dài này. Bà nào lấy chốt khoác cho béo nhé này. Nó dài lắm luôn ấy. Chốt khoác 80.000. Toàn cái hàng dài quá. Khoác 80.000 chốt mã khoác cho em. Con này đi biển đi đâu đẹp lắm này. Cái phần gen của nó phối dưới rất là đẹp luôn. Khoác 80.000. Nào con Vin đen 100k chốt em mã Vin. Vin đen mới lắm luôn nhé. Chốt mã Vin này 100k này. Vin đen 100k này. Khoác cho Hồng Hạnh hành hồng hồng này. Ok hành hồng này. Ok bà Yến Nhi này. Cái lô này đúng là độc màu đen nhiều đấy. Đây, Vin đen cho bà Yến Nhi này. Đây cũng một con Vin gen nhé. Con này chị nào lấy chốt 80k cho em. Con này size cho các chị mặc size ML.
Con này chốt cho em mã này 56 cân quay đầu mặc đẹp. Con này chốt 80.000 cho em. 80.000 nhé. Đó, ai lấy chốt 80, mã 80 đi. ML, ML mặc được. ML mặc được cho em. Đây con này có cái cổ xinh xinh này. Con này có cái cổ xinh xinh này. Con này suông nhưng mà có cái cổ rất xinh nhé. Nó cũng thuộc dạng có cái phần chun eo đằng chữ là con này eo chết. Con này chốt mã đen cho em nhé. Con này cũng 100 mã đen. Con này 100 mã đen cho em này. Cho bà Yến Nhi này. Con này chất nó không được đẹp lắm. Con này béo nhập 150 mà về cái chất nó không được đẹp lắm. Chốt 80. Chốt 80 nhé. Cái kiểu thì đẹp mà cái chất nó không được đẹp lắm. Bây giờ bán 80.000 chốt 80 này. Mã 80 em mặc được không? Được. Em mặc vừa đấy. Con đen này em mặc vừa đấy. Đỏ cho hoa hồng 80 này. Cái này bà Yến Nhi luôn hả? Bà Yến Nhi luôn hả? 80 cho hoa hồng này. Cái mà kiểu của nó rất là đẹp mà cái chất của nó không được đẹp lắm, mang tiếng hàng xi mà chất không đẹp lắm nên béo bán xả nha, béo nhập con này 150 đấy. Lỗ chổng đít rồi. Hết 80 rồi. Con này bà nào lại chốt mã rêu cho em nhé. Con này độc độc này. Bên trong nó là cái vin dập ly và bên ngoài nó có cái áo khoác ren này nhé. Con này chốt cho béo mã này mã 80 luôn, chốt mã số 1. Bên trong nó là cái vin nhé, bên ngoài là cái áo ren này. Thắt đai và cái vật chéo chéo này nhìn nó lạ lạ. Chốt mã số 1, 80 này. Size cho các bác là size L. Chốt em mã 80. 180. Mã 1, 80.000 nhé. Rêu cho hoa hồng này. Ok, hoa hồng 80.000 này. Cố cày thêm nửa tháng nữa là nghỉ Tết rồi các bác ạ. Nửa tháng nữa là nghỉ Tết rồi, cố cày. Con này nó tuyết của nó thế, cái tuyết của nó thế nhé. Con này chốt 50k cho béo. Thôi béo tặng. Con này béo tặng, chốt mã tặng cho béo nhé. Cái tuyết của nó có bóng bóng óng óng này, béo nhìn nó không thích. Chốt mã tặng cho béo. Bà nào lấy chốt mã tặng cho em nhé. Con này tặng không bán. Tặng không bán. Tặng cho hoa hồng này. Chị Vũ mới cả ấy sau, chị Tâm Nguyễn sau là cái này tặng cho hoa hồng nhá. Nào tiếp tục nào. Con Vin này cũng đẹp. Con Vin này 100.000 chốt em mã Vin cho em. Con này size cho các bác 60 cân vừa, chốt em mã Vin, con này mới mà đẹp này. Con này 60 cân vừa chốt mã Vin 100k. Vin 100.000 cho mã Vin cho em này. Vin 100. Con này đuôi cá 100, con này đuôi cá đẹp này, chị nào lấy chốt nha, rất là mới và đẹp, chốt 100 mã đuôi cá. Đuôi cá, chốt cho béo mã đuôi cá 100 nha. Con này size cho các bác tầm 58 cân, 56 57 58 cân mặc được, size L nha. Ai lấy con đuôi cá chốt đuôi cá cho em này. Đuôi cá cái Vin đều 100 hết này. Bà nào lấy thì chốt cho em này. Con này là một con tai phồng. Cổ của nó là cổ vuông. Tai ren nên tay của nó là nhung như này nhé. Nhung như này. Con này chốt 80, chốt mã số 1 cho em. 80.000 mã số 1 cho em. Ừ, toàn cái màu đen xì xì. Mã gần hết rồi, còn mỗi màu mấy cái thì đâu còn đâu. Con này mã số 1 cho em này. Bán nào lấy chốt mã số 1 cho em nhé. 80.000 thôi, size cho các bác dưới 60 cân mặc được. Mã số 1, con này kiểu của nó baby doll nên cũng đẹp ấy. Một cho Tâm Nguyễn 80k này. À còn người chốt thì cứ bán, khi nào mà hết người chốt thì béo nghỉ. Bây giờ là mấy giờ rồi cả nhà? Bây giờ mấy giờ rồi? Đã giao thừa chưa? Đây này, sao cái đỏ này hoa hồng không chốt này, cái này 100.000 này.
Đấy chốt chưa? Đây này, cái này 100.000 này, nhưng còn size S thôi, nó không còn size to. Con này size S, size M mặc được, chốt mã đỏ này. Con này chất đẹp, màu cũng đẹp này. Vòng eo cho các chị 74, 75 quay đầu này, chốt cho em mã đỏ này, này đẹp chưa? Con này rất là đẹp luôn nhé, chất của nó đẹp lắm. Cứ like khi nào hết người chốt thì bắt đầu nghỉ. 9:25, ôi còn sớm quá, mọi khi 11:00 mới nghỉ cơ mà nay đang sớm lắm. Ừ. Ừ, ok các chế. Sớm lắm, đây này con đỏ này anh đẹp này. Con này chốt mã số 2 cho em này, tay nhá, tay dài này, mã số 2 cho em này. Con này size cho các bác cũng size S luôn, nhưng mà nó size M thoải mái luôn cho em, mã 2. Thế à, mới có 9:30 lo gì. Cứ like, khi nào không còn ai chốt thì nó nghỉ. Con này chốt mã tím này, đó mấy cái màu này nó khác màu này, con lấy hay hoa hồng đấy, lấy rồi nhỉ. Con này chốt mã tím nha, hồng hồng tím tím này. Chất đẹp lắm, chốt mã hồng tím này. Con kem, con này là con màu nâu nhé, con này là chốt mã nâu cho em. À gần Tết bán khi nào nghỉ à? Bán đến hôm nào mà Viettel nó không có nhận ship nữa thì nghỉ. Lưu Văn đỏ vừa đấy. Hôm nào Viettel nó không có nghỉ, có nhận đơn nữa thì mình nghỉ. Không biết là nó nhận đến bao nhiêu nhỉ, mình cũng không hỏi được. Chị không hỏi được nên không biết là nó nhận đơn đến bao nhiêu nữa. Cái con này vòng eo 76 vừa nha Lưu Văn nhá. Rồi ôi từ nãy giờ like quá trời này, bây giờ không ai muốn mua lại hội nữa thì lại bắt người ta tìm thôi, chết dở cái bà kia. Lưu Văn này vòng eo 76 vừa không? Vừa thì ghi chốt cho chị này. Vừa ghi chốt cho chị nhá, đẹp cực kỳ luôn, chất bao phê luôn. Chất bao phê luôn. Đây này, nói miêu các bà làm này. Em chốt 200.000 các mụ nhá. Em chốt 200.000 đấy, về nó đùa nhìn nó cũ mềm béo chả muốn bán. Em chốt con này 200.000 đấy các bà. Con này chốt cho béo mã này, mã số 1 50k. Nó không được mới như mọi mình mong muốn, mình bán 50k, chốt 200.000 bán 50k cho máu. Con này 50k nhé. Đó, chị nào lấy con này chốt 50k, cái phần này nó chun này, xinh lắm, 50k chốt 50. Nó rất là mới, phần trên nó phần giờ. Cái gì Lưu Văn lấy cái này đúng không? 50 cho Tâm Nguyễn này, cái này của Lưu Văn này. Tâm Nguyễn là 50 này. Cái nhung nó mới là cái màu kem thì bé không thích thì bé bán 50k thôi. Đây cho Lưu Văn cái đỏ đấy nhá. Cái đấy nó màu nó kem béo ghét rồi bán cho cái dưới nhung của nó mới mà. À Trưng Đâu là số 1 đấy chứ không phải cái đỏ à? Chết bà, chị đọc xong chị quên. Thế à? Thế thôi, bỏ cái đỏ này ra nhé, chốt cái khác vậy. Bỏ cái đỏ ra chốt cái khác còn đầy đầm. Còn nhiều đầm lắm, tha hồ chốt. Con đen này 100k mà không ai chốt, còn nó đẹp mà nó mới này mà không ai chốt nữa, nấu ruột lắm, đuôi cá đẹp như này mà không ai chốt. Cái con nào béo bảo đẹp là chốt đi. Trời ơi, con này size cho các chị size L, xem 60 cân đổ lại mặc vừa. Đẹp dã man, nó bán qua tiền. Đây này con đen này là bà Thủy Vũ này. Này con đen đuôi cá đây, nhưng bán vừa được. Con này chất đẹp, màu đẹp luôn này. Em lấy cái đỏ luôn, ok Lưu Văn. Con này vòng eo 78 thôi nhá. Chị nào có cái size L thì lấy nhá. Chị nào size L thì lấy con này. Cái gì vòng eo 78 bà vừa làm sao được bà lấy. Nàng mặc size của tớ mà sao vừa được. Cái này của Lưu Văn này. Lấy hử? Có vừa không? Bán 140.000 thôi, con đấy đẹp lắm nha. Mỗi tội là nó size L, tôi tưởng bà mặc XL chứ. Con này màu đẹp, chất đẹp nữa này. Màu đen là nó sang. Mà chất nó đẹp lắm. Thế như có lấy không? Tôi tưởng bà lấy cho con bà hoặc bà lấy cho ai chứ. Con này đẹp mới này. Bán có 140.000 đẹp.
Thôi bỏ ra nhá, không vừa mất công. Hâm lắm nhưng phải vừa mới mặc được chứ. Không không vừa là cứ chốt bừa làm sao được. Đây cho bà cái hoa hồng này, bà chốt đi này. Cái hoa hồng là bà vừa này, bà làm cái đỏ chóe vàng vàng cho em à. Ok Lưu Văn lấy con này đẹp mà, chị bảo con này đẹp, nó là đẹp, chất của nó là hàng si, đẹp đẹp lắm. 140.000 cho Lưu Văn này. Lấy cái vàng này mặc Tết này. Đây lấy hẳn cái vàng này mặc Tết cho nó máu này. Lưu Văn vừa. Bà Thủy Vũ cái bà ấy, cái eo của bà ấy tận bằng sai chị, làm sao mà vừa được. Bà lấy con vàng này, lấy con vàng nó đẹp xuất sắc luôn. Trời ơi cái hoa hồng của nó đẹp này. Là mấy này béo lười không chụp ảnh, chụp ảnh là nhanh hết lắm. Chụp ảnh mỗi người vào nhặt 4-5 cái là hết nhanh lắm, cực kỳ luôn ấy. Đó lấy con đấy chốt vàng cái béo nha. Chốt vàng, chốt vàng. Con này 110k này, chốt mã này mã số 1 cho em. Con này sai. Cái gì? Vàng. Hoa hồng lấy vàng hả? Ok hoa hồng, giờ béo lại lên mấy cái mã này cho bà lấy này. Nó hở lắm, không có hở. Cái này của hoa hồng này. Con này 180, à 200 chứ nhỉ, quên nhầm. Không có hở mấy đâu. Không có hở, sát nách thôi chứ không hở đùi nữa, quần nó đến đùi rồi. Cái gì nhỉ, trong nó có cái body đến đùi rồi, không hở đâu. Đây nhá, hoa vàng cho hoa hồng này, đẹp này, cái này mã đẹp. Đây tiếp này. Đây này, bà chốt cái này cũng được này, bà Thủy Vũ vừa cái này này. Có vừa không, xem phải xem này. Cái này xem có vừa không này. Không, cái này không vừa. Không có vừa. Cái này xem có vừa không này. Đây này, cái này vừa này, không biết có thích không. Con này size 65 cân đổ lại vào vừa này. Đó, con này lấy thì chốt 100 thôi, dài miên man thôi, xả lỗ đấy. Con này em nhập trăm mấy rồi, em xả 100 này. Dài miên man luôn đấy, chốt đỏ 100 nhé, chốt đỏ 100. Lấy thì chốt đỏ 100 này. Con đen này ai lấy chốt 70.000. Đen 70k nhé, size to đấy. Đen 70.000, chốt đen 70 cho em. Đây u mì đấy, không biết bà có vừa cái này không. Con này nó không vừa được. Con này vòng eo 80. Đỏ cho hoa hồng 100 này. Đó, mà chân bà ngắn, bà cứ đòi ra hội xẻ đùi. Xẻ đùi người ta phải chân dài, chân cao, chân to, chân trắng, chân thon người ta mới xẻ đùi. Hoa hồng 100 này. Ôi ôi, chân vừa ngắn lại vừa lùn lại vừa to thì mà xẻ đùi có một buồn cười lắm. Mình phải chân thon thì mình mới xẻ đùi được. Đây xẻ đùi đây. Xẻ đùi nhưng mà cái này nó rớt một viên đá nha, các bạn nào về kiếm được viên đá thì dính vào nhá, thì béo mới xeo. Đây, xẻ đùi của bà đây. Đó, xẻ đùi đấy, này. Đây săn nách nè, mà săn nách thì ai có cái áo khoác đen thì mặc vào, mà không thì cứ để thế thôi. Con này vòng eo 80 đấy, bác nào vòng eo 80 lấy nhá. Vòng eo 80 con này béo xả 100 vì nó rớt mất 2-3 viên đá. Các chị về kiếm 2-3 viên đá mà may vào là ok. Hàng gì khác. Ồ, tại vì là người của béo giống như người của Thủy Vũ nên là mình béo cứ nói thật đấy. Đây con này chị nào mà có viên đá về đính vào 2 viên đá nhá, nó thiếu mất 2 viên đá thì về đính vào là béo bán 100 đi, con này 150 của béo. Đó, bà nào lấy thì chốt 100. Nó thiếu mất 2 viên đá. Chốt 100 nhá. Đây. Con này Thủy Vũ vừa luôn này. Con này 140.000, chốt mã 140. Ồ thì đấy mà chị bán hàng lấy cả bà gì nhỉ? Bà đòi mua 2 cái đầm ấy, đầu lai béo chả bảo là con gì nữa. Tôi lại bà bây giờ bà còn đo là lúc em mặc ngực nhỏ thì ngực không có đệm ấy, cái áo không có đệm thì là vào ngực em bằng này. Lúc em mặc có đệm thì nó tăng lên bằng này. Tôi lại bà, tôi không có tư vấn được vú của bà nữa rồi đấy. Tôi không bán luôn. Bây giờ tự dưng bây giờ lại hôm nay bà mặc cái áo ngực còn không có đệm thì cái ngực của bà nó rộng, bà lại chửi là rộng à? Xong là tí nữa. Của chị mà có mấy con mà có Hà với Lốc, xong đến lúc mai các bà mặc cái áo ngực độn lên 3-4 phân, bà lại kêu ô hôm nay ngực nó chật lắm, chị ơi hàng chị bán em chật lắm, chị không chiều được.
Có Hà Vlog có rồi, nó còn một cái nữa đấy. Nó còn một cái nữa nên là béo không có chiều được. Bây giờ là hôm nay em mặc cái áo này nó bằng này, ngày mai em mặc áo không độ nó bằng này thì tôi chịu rồi, tôi ạ luôn rồi đấy. Tôi ạ luôn rồi, tôi bảo tôi không có tư vấn được như thế luôn. Các bà ra tốt nhất ra shop mà thử luôn cho lành. Bây giờ bắt người ta cả tư vấn vú, bố ai mà làm nào được. Eo đã chết rồi còn vú nữa. Giờ vú lại có to bé từng ngày thì cụ ai mà theo được. Mà cái áo người ta không có co giãn, đúng không? Cứ đòi lấy nhưng nó có co giãn đâu. Nó phải có co giãn cơ. Co giãn thì các bà nó có cái dung sai, hiểu không? Nó có dung sai thì các bà lên 4-5 phân nó không sao cả. Ví dụ như cái chất nhung này này, các bà mặc thoải mái, nó có co giãn thế này thì coi như là vú của bà to bà nhỏ nó cũng chẳng sao, nó co giãn mà. Tự dưng cái áo cái cứng ngắc không có cái co giãn thì bắt người ta theo vú của bà, bố ai theo được. Nên là béo bảo không bán. Thế xong là bảo là chị có bán không? Bà không, béo không bán đâu. Bán khó lắm. Mai mà không vừa nó lại đổi với trả mệt người. Đã như cái người kỹ tính như thế tốt nhất ra shop và chọn cho lành. Đúng không? Kỹ tính ra shop chọn cho lành, béo không chiều được. Đây bà Thủy Vũ mặc cái này này vừa này. Cái này là có nghĩa là nó che được cả bụng, vì cái này nó có cái miếng này nó giống như cái đai này, che được bụng này và nó có bèo này. Đó. Cái này sát nách thì ai có cái áo khoác ngoài thì khoác bên ngoài nữa là ok. Cái này 140.000 chốt mã xanh. Giờ bố ai để có tư vấn vú nữa thì bố ai mà bán được hàng nhiễu. Không bán để nguyên cái đầm ấy đấy. Xong không thích là tặng thôi chứ rất đầu lắm các chị ạ. Em tính em nó thế. Đây này Thủy Vũ lấy con này này, không có bị béo tay này. Mà cũng không có bị béo thân vì cái này nó có cái tay dài này. Nhưng mà cái con này nó không khoe được đùi. Nó không khoe được đùi vì nó không có xẻ. Con này đẹp nhá, chị nào size XL lấy. 140.000 thôi. Chốt mã đỏ, con này quá đẹp luôn nhưng mỗi tội không xẻ đùi. Còn bà nào thích xẻ thì về các bà tự cầm cái kéo các bà xẻ đoạn từ này lên đến đây. Thích xẻ lên đến háng là lên tí nữa. Còn thích xẻ lên đầu gối thì đến đây. Đó, tùy các bà. Chốt con này 100 rồi cho hoa hồng 140.000. Khổ lên xẻ đến háng kệ các bà. Không phải bán hàng dễ đâu mà khách khó quá không chơi được. Bỏ qua. Lấy đòi mua hai cái đầm nhằng đòi mua đầm. Béo bỏ ca này khó lắm, bỏ qua không bán. Không bán. Lỗ ruột lắm. Chanel này, bác nào lấy chốt Chanel, chốt 110k cho em Chanel này. Chanel nha. Con này có cái vòng eo 80, chốt mã Chanel cho em. Không mệt mà khách làm mình mệt ý. Khách làm mình mệt chứ mình đâu có mệt đâu. Các bà thích xẻ đến háng kệ các bà. Cầm cái kéo xẻo lên đến háng kệ các bà. Đây, chốt cho béo con này mã Chanel, kim tuyến Chanel nhé, nhũ Chanel. 110k bạc các đầm đẹp. Đây này, những cái con này mặc nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu, nó dễ thoải mái lắm. Thế là không mua, cứ đi mua cái gì 100.000 bạc. Ăn hai bát phở cũng hết. Ở trong đó mua cái đầm mặc mãi mới hết. Đi ra chợ mua xem cái đầm này có đến 400 không. Thề luôn, chỉ có con béo hâm này bán rẻ thôi. Lắm lỗ chồng bướm lên đi, có phải tử tế gì đâu. Này, con này kim tuyến 120 luôn này. Lỗ nhiều chứ các bác. Đau đầu luôn ấy. Mà kêu ra chồng nó chửi cho bỏ mẹ. Chồng bảo là ai bảo đi buôn nghỉ cho khỏe. Con này 100.000 chốt mã này, mã 100 này. Sai cho các chị 55 cân. Chồng bảo nghỉ cho khỏe đi. Không có bán buôn gì hết ấy. Đây con này đẹp này. Đây này, con này sai cho các bác mặc size L luôn này. Con này 120 thôi, chốt mã này mã xanh. 120 có cái L nhé. Xanh 120 đuôi cá như này các bác nha. 120 mã 120. Mã 120 đẹp lắm mà nó dài, nó ngắn đâu nhá. Con này nó dài. Chốt cho mã 120. Có cái L này, 120 mã 120 này. Size L thôi, ai lấy chốt mã L cho em. Đây con này này. À rồi, bà Thủy Vũ mặc những cái form này xinh này. Nhìn như nhà nàng công chúa luôn. Có phải là tử tế, có phải là xịn sò không? Vừa tử tế vừa xịn sò. Khoe cái chân làm cái gì? Cái này không cần khoe chân nó cũng đẹp. Đó, con này xem béo thử cho nào. Nhà ném đá béo nhé. Cho thử phát xem nó có chui được vào. Rồi là cái bụng nó tởm quá rồi. Cái bụng giờ nó tởm lắm rồi đấy. Đùa. Không biết có qua nổi cái mông. Khổ thân cái váy. Không có đưa được cái tay lên các bác ạ, đến chết rồi. Tại em mặc áo len. Không, tại em mặc áo len nó không có đưa được cái tay lên. Nếu mà tay không là đưa được đấy, mặc áo len. Trời ơi, nó đẹp. Nhưng mà thôi, đừng thử nữa, không rách cái váy. Chốt cho béo con này, mã này 120. Chốt mã đỏ 120, con này đẹp này. Chốt cái mã đỏ.
rẻ, không ai bán rẻ như béo luôn thật sự. Cái đầm xịn sò đẹp như này bán 120. Có khi nhập hơn tiền không biết đường cứ bán thế thôi. Mãi chả thấy tiền đâu với cái tội đấy đấy. Chốt đỏ 120. Đây hoa vàng này, bác nào lấy chốt hoa vàng nhá. Hoa vàng là 180, có mỗi cái hoa hồng nó đắt hơn thôi, còn hoa vàng là nó rẻ hơn này, đẹp chưa? Mỹ mãn cuộc đời. Những cái đầm nhà em nhìn nó cứ mướt 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 gì đâu ấy. Nhìn nó mướt mắt gì đâu, chốt mã hoa vàng nhá. Con này hoa vàng là hoa rơi nhá. Hoa rơi, hoa ơ, chất của nó là nhung lụa, nhung lụa nhá. Chốt mã hoa vàng cho em. Hoa rơi đẹp thế. Đây này, con này cũng đẹp này. Con này dài miên man đẹp mỹ mãn này, con này mặc lên thì khỏi phải nói luôn. Thủy Vũ vừa con này đấy, co giãn. Thủy Vũ vừa con này bán 140.000. Đây xẻ đây, con này có xẻ nhá. Ai lấy chốt mã này 140 hồng, hồng hường 140. Hồng hường 140. Con này bà nào lấy chốt bi cho em. Đấy cái đó đẹp đấy chế chị Văn Trần, cái đấy đẹp đấy. Cái đấy gọi là nhung, nhung nhá, không phải lụa đâu, nhung lụa. Con bi này chốt bi cho em này, em bán 80.000 nên cho nhanh hết này. Bi 80k chốt mã bi cho béo nhá, bi 80.000. Chốt mã bi cho em. Lại cho bà kia uống mì đấy, bà Thủy Vũ đấy, con này này. Con này 65 cân vừa chốt mã đỏ này. Chốt mã đỏ cho em 65 cân vừa mã đỏ 100. Bi Thủy Vũ, cái bi này không biết bà có vừa không. Con bi này chưa chắc đã vừa, không vừa vòng em 76 không vừa bỏ qua. Vòng em 76 không vừa bỏ qua nhá. Đây là những cái con này, này là mặc đẹp này, con này 100, con này 140, chốt em mã hồng 140 này. Đó xẻ đấy, thích xẻ đấy, có mấy con mã xẻ đẹp quá đấy. Hồng 140. Like thêm một mấy cái nữa rồi béo nghỉ nhá. Béo nghỉ thôi, hôm nay Tết dương lịch like đây, thứ mai bắt đầu like tiếp chứ nay ế lắm không like nữa. Này con đỏ này bà vừa đây bà này, con này to này. Con đỏ biệt vai này vừa này, con này bán 120 thôi, chốt mã 120. Con này 120 mã 120 nhé. Con này biệt vai, tay nhỏ. Đuôi cá dáng dài, chốt 120. 120 mã 120. Táp ta này. Táp ta đỏ 180 chốt em mã 180 này. Táp ta đỏ 180 này, Thủy Vũ đỏ này. 120 này. Lấy con táp ta, con táp ta đỏ chốt 180 nhá. 180. Rồi làm một tí với ông nghỉ nhọc lắm hôm nay coi như. Lai ba tăng nhọc. Ừ 2 tiếng rồi buổi chiều lại săn siêu lại lai tiếp. Nhọc lắm. Buổi chiều cũng lai đấy chứ có phải không đâu. Mà lai hôm nay hơi bị ế. Hôm nay là nó khách đi Tết Tây rồi nên là ế. Chứ ngày thường bán sướng đời luôn. Ờ có hai con trắng này đẹp này, là nào lấy trắng chốt trắng này. Con trắng lại đẹp nhá. Đây con trắng này. Trời ơi, size S thôi. Con này size M. Đuôi cá dáng dài màu trắng. Con này phải cẩn thận không là nó bẩn ra chết dở. Con này size S thôi. Chị nào lấy chốt trắng S cho em nhé. Nó là size to là béo không bán giá rẻ đâu. Nó phải bán tầm bẹt vai này nhé. Nếu mà size to béo bán 150-160. Nhưng con này nó size nhỏ béo bán 120. Chốt cho em mã này mã S. Trắng S cho em 120. Và nào S thì đừng bỏ qua mẫu này. Đẹp này. U mì dáng dài. Chốt cho em mã 120. Nó sai S nên là bà Lê Thị Hoa hôm nay bà trốn đi đâu rồi, cứ là bà đòi S thôi. Cây hoa hồng. Cứ ngày S với M của em đâu, khổ lắm. Bao nhiêu cái S thì M bái vơ hết à. Bà Hoa, bà Lê Thị Hoa nay trốn tiệt đi đâu rồi. Con này của nó cũng màu trắng, bên trên của nó là trắng pha da nhé. Cái nền của nó là nền da này. Đó, mặc như kiểu tưởng tượng như da người ấy, sexy ấy. Con này 120 mã trắng, mã này mã trắng kem đi, kem đi mã da đi, mã da cho em nhé. Con này size cho các bác mặc size M. Con này size M size L vừa đấy các bà. Con này vòng eo 80. Chốt cho em màu da nhá. Con này vòng eo 80. Con này 120.000, chốt em mã da 120. 120 mã da. 120 mã da. Màu da này cho các chị có vòng eo 80 size L. Nào lông công là bác nào lấy chốt lông công 180 cho em này. Lông công 180 nhé. Em chỉ hợp với mấy cái phong cách này. Đây này, bà Thủy đâu rồi, lấy cái này mà mặc này.
lông công nhé. Chốt cho béo con lông công này 180 luôn. Đã bảo rồi, béo già bảo bán giá này béo không có lời đâu. Các chị cứ đi mua 1 mét vải nhung lụa cho em xem bao tiền là tính nó ra ngay. Không có lời đâu, béo thích thì béo bán. Chốt cho béo mã lông công 180. Công cho hoa hồng này. Ok, hoa hồng này. Đây có mấy cái béo mà béo không biết béo vứt đâu rồi, không có nhớ. Không nhớ vứt đâu để bán này. Toàn size to, cái này thì không có size nhỏ. Cái này không có size nhỏ. Nhà béo mà đã đụng đến thì chỉ có size to. Muốn size nhỏ béo cũng không làm. Béo là béo ghét size nhỏ lắm. Con này chốt cho em mã này, mã đen nhé. Đen nhũ này. Đen nhũ 180.000. Đen nhũ 180.000, chốt mã nhũ. Nhũ nhá, đang tìm đây, đẹp chưa? Nhũ họa tiết của nó là họa tiết thổ cẩm như này. Chốt cho em mã nhũ. Nhũ xanh. Chốt cho em mã nhũ xanh nha, nhũ xanh, đẹp chưa? Nó ánh lên xanh đẹp chưa? Nhũ cho Thủy Vũ một chiếc này. Rồi, Thủy Vũ một chiếc này. Ai lấy thế này còn nhá. LV còn một chiếc hết này, tưởng hết rồi mà lại lòi ra được hai chiếc này. Cái đầm eo vì này còn hai chiếc này. Nhũ vải gì vải nhung đấy em, nó là nhung mà, cái đấy là nhung đấy. Cái này cũng là nhung nhá. Con này cũng là nhung này, eo vì còn hai chiếc, chốt mã LV cho em này, cái này chạy hàng này. LV còn hai chiếc, con nào lấy thì lấy này, hết hàng nha, có hai chiếc là hết hàng. Mã LV 180.000. Nhũ là nhung đấy, nhũ đúng là nhung mà cái này cũng là nhung hết nha. LV 180 còn hai chiếc hết hàng đây này, nhũ này, nhung nhũ này. Nhìn chất nha, nó là nhung nhũ nha. Đó, ai lấy nhung thì lấy chốt nhũ này. Chốt nhũ này. Chốt nhũ cho béo này, đây có vài con béo này. Nhìn nó này. Chốt ngửa có vài con béo. Đây béo đây. Béo 180.000 chốt mã béo. Chốt mã béo cho em nhé. Hoa hồng đấy LV này. Ok, còn một chiếc LV nữa, ai lấy nốt thì lấy, đẹp lắm, cái LV này cũng là nhung luôn. Béo cũng 180 luôn, bà nào lấy chốt béo cho em nhé. Béo cho hoa hồng này. Béo đẹp lắm luôn các bà này, thấy không? Trời ơi, mặc lên nó sang. Mặc lên nó sang gì đâu. À, cái màu béo này. Béo nhung nhá, ai lấy thì chốt béo cho em có mấy cái thôi. Cái tay nó đến đây này, cái tay nó đến đây nhé, tay bồng. Hoa hồng này. 180.000 này. Nào ai lấy béo nữa không? Ai lấy béo nữa nào? Ai lấy bèo béo béo nữa thì lấy nào. Cái tay của nó thế này nhá Thủy Vũ nhá. Tại cái nào tay nó cũng giống nhau này này. Đây. Tay của nó như này nhá, tay phồng như này nhá. Đó. Đó, nó tay phồng này. Đó, có gì đâu, có thế thôi. Ai lấy thì lấy nhá. Chị nào lấy bèo thì chốt bèo cho em. Cái hoa vàng này đẹp này, bác nào lấy chốt hoa vàng cho em. Còn có 3 người xem nghỉ nhá các chị nhá. Mai em like tiếp, nhọc lắm rồi. Cái hoa vàng hoa rơi này đẹp này. Chốt cho béo mã hoa vàng nha, hoa vàng hoa rơi đẹp quá. Con này là nhung nha, nhung. Có chỗ thì gọi là nhung lụa, có chỗ thì gọi là nhung tuyết, tuyết nhung. Đẹp mềm như lụa luôn, sờ nó mướt gì đâu. Cái dòng này năm ngoái em mai em bán cho các chị rúm cũng đã 200.000 rồi đấy. Năm nay em mai dáng này em bán có 180, quá rẻ luôn các bác ạ, quá rẻ luôn. Thôi nhá, nghỉ like các tí các chị nhá. Cả nhà ơi nghỉ like nhá, mai em like tiếp nhá. Hôm nay em like thế thôi, nhọc lắm rồi. Mai mới chốt đơn cơ, thì tối mai mới gửi được đơn cả nhà nhá. Thanh Ti kêu có tình yêu đó, ủng hộ béo nha. Chắc là ngày mai béo nghỉ. Ít khách này béo nghỉ một hôm. Nói thế chứ mà mai mà chốt đơn sớm thì cũng vẫn like. Tính em nó tham công tiếc việc. Tham công tiếc việc nên chẳng biết nó làm một lần.
Rồi, thank you cả nhà nha. Béo nghỉ like đây. Bye bye cả nhà.